Chuyện ngắn hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc Mai Ca. Vân là chủ tiệm làm tóc, Huy là kỹ sư xây dựng, hai người yêu nhau 2 năm và có thai 2 tháng thì anh ta mới đưa cô về ra mắt. Những tưởng Vân chăm chỉ làm hết việc nhà sẽ ghi điểm trong mắt phụ huynh, nhưng mẹ chồng tương lai cho rằng đó là điều hiển nhiên và tìm cách bới móc cô. Vân cố gắng vì con cho đến ngày người chồng đầu gối tay ấp của cô rủa cô ngu ngốc khi cô đem tiền tiết kiệm về chữa bệnh cho bố đẻ và đưa vàng cưới cho mẹ chồng. Vân sẽ làm gì với cuộc hôn nhân này? Mời các bạn cùng lắng nghe. Con chào hai bác, con chào cô, chào hai em. Cháu ngồi xuống đi. Vâng ạ, à, cháu cảm ơn bác. Nghe Huy nói: "Cháu làm ở tiệm tóc đúng không? Thế một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?" "Dạ, mỗi tháng cháu cũng kiếm được 10 triệu ạ." À? "Thế đã trừ chi phí chưa?" "Dạ trừ rồi bác ạ." À. "Ờ, ừ, cũng được đấy chứ nhỉ. Bố mẹ cháu khỏe cả chứ?" "Cháu cảm ơn bác, bố mẹ cháu đều khỏe cả." "Khỏe là mừng rồi." Bà Phương vừa dứt lời thì Dung, em dâu của Huy lên tiếng: "Hôm nào em đưa mẹ đến chị làm tóc cho mẹ và em nhé." Hình như chị còn làm cả móng tay móng chân nữa đúng không Em có bộ móng 20 ngày nay chưa cắt tỉa Mai em ghé chị làm luôn Vậy mai bác và em đến tiệm để cháu làm ạ à? Không khí bắt đầu thoải mái dần Vân còn mời cả cô của Huy đến tiệm Cô cũng chỉ nghĩ Sởi lời một chút Thì sau này cuộc sống cũng dễ dàng hơn Nhưng cô thấy lạ Là gia đình Huy không hề hỏi chuyện cô mang thai Hay là họ chưa biết nhỉ Thơm đã được nấu sẵn những món ăn ở trên bàn có chút không phù hợp với Vân mà cũng có thể do cô bắt đầu vào thời kỳ thai nghén nên nhìn cái gì cũng sợ. Tuy vậy, cô không dám tỏ thái độ gì vẫn cố gắng ăn uống cùng với mọi người. Cô không muốn buổi ra mắt đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt. Cô là kẻ kén cá trọn canh ăn uống khó khăn. Ở trong vườn có cây ổi thóc vẫn thấy thèm lắm mà quay đi quay lại chẳng thấy Huy ở đâu cả cô định bụng trèo lên cây để hái ổi nhưng nghĩ mình đang mang thai nên lại thôi người ta nói chữa con so mà động vào cây ăn trái là không tốt từ năm sau cây sẽ không cho ra quả nữa vân cứ loay hoay đứng ở dưới gốc cây thì thắng em trai của huy lại gần chị làm gì vậy em thấy chị đứng ở đây một lúc lâu rồi đấy chị muốn ăn quả ổi mà không thấy anh huy ở đâu cả không hái được để em hái cho Vậy chị cảm ơn em nhé Làm phiền em rồi Có gì đâu em là con trai Trèo một tí là được ấy mà Chị ăn đi Chẳng mấy khi chị em có thời gian gặp mặt Em đi làm xa suốt Vân cảm ơn Thắng thêm lần nữa Cô ngồi ở dưới gốc ổi Ăn ngâu nghiến liền một lúc mấy quả Chưa bao giờ cô ăn cái gì Mà cảm thấy ngon lành đến thế Thắng vừa bước chân ra khỏi vườn Thì dùng véo tay Thắng kéo vào một góc Vừa đau vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thắng hơi khó chịu em làm cái gì thế hả em có biết bố mẹ nhìn thấy là không hay không thế anh nhiệt tình bẻ ổi cho bạn gái của anh trai mình thấy hay ho lắm hả chị ấy là con gái lại còn đang mặc váy anh huy không có ở đây anh bẻ giúp có mấy quả ổi thì làm sao hôm nay nhờ bẻ quả thế hôm sau nhờ làm cái gì nữa ờ em nói chuyện kiểu gì vậy khách đến nhà anh nhiệt tình đón tiếp có vấn đề gì à có có rất nhiều là đằng khác ai mà biết cô ta có phải người đàng hoàng hay không lỡ đâu lại là loại muốn cả anh cả em thì sao những đứa làm ở tiệm tóc không phải đàng hoàng em lại bắt đầu vơ đũa cả nắm rồi đấy em giao du tiếp xúc với bao nhiêu người làm ở tiệm tóc rồi mà em đưa ra kết luận kỳ cục vậy anh bênh người ngoài chứ không phải vợ anh à em nói chuyện có lý một chút đi được không dung còn muốn nói thêm thì bà phương đi tới đành phải im lặng vì không muốn làm mất lòng mẹ chồng Vốn dĩ bản thân tự hiểu mình chỉ là người ngoài, sao bằng con họ đẻ ra được? Có chuyện gì, họ cũng bình con họ chứ. Hai đứa làm cái gì mà có vẻ căng thẳng thế? Có thấy bạn gái thằng Huy đâu không? Chị ấy đang ăn ở, ở ngoài vườn ấy. Mới đến nhà người ta mà đã tự ý lấy đồ ăn rồi. Nghe mẹ nói như vậy, Thắng liền giải thích, là con lấy cho chị ấy. Con cũng hiếu khách quá rồi đấy, biết sau này nó có coi con ra gì không? Dù sao chị ấy cũng là bạn gái của anh Huy. Mà thằng Huy đâu rồi? Nãy giờ con không thấy anh ấy đâu cả. Cái thằng này. Ăn xong mấy quả ổi rồi mà vẫn chưa thấy Huy quay lại, Vân bắt đầu lo lắng. Cô gọi mãi anh mới nghe máy. Vân còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng gắt gỏng. Em làm cái gì mà gọi nhiều thế? Anh về nhà cũng phải đi chào hỏi cô dì chú bác rồi gặp bạn bè chứ. Em chỉ có việc ngồi ở đó thôi mà cũng gây phiền phức cho anh là sao? em chỉ muốn hỏi là khi nào chúng ta về thôi lúc nào về anh sẽ nói em em cứ nghỉ ngơi đi có chuyện này em muốn hỏi anh sao em lắm chuyện thế thôi em nói đi anh đã nói với mọi người trong nhà là em có thai chưa chưa sao anh lại chưa nói thì anh chưa nói chứ có phải không nói đâu lát nữa khi về anh sẽ nói sau thôi nha huy tắt phụt điện thoại vân nhất thời chưa thể thích nghi được với sự thái độ này thậm chí cô còn nghi ngờ không biết người đàn ông này có phải đã thay đổi rồi không đợi cả mấy tiếng sau huy mới quay lại chẳng biết có gây gỗ với ai không mà nhìn vẻ mặt không được vui cho lắm vần lo nên hỏi anh sao vậy có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì không anh không sao thôi chúng ta chào bố mẹ rồi đi về à mà cô thắm đâu rồi chào cô ấy một tiếng đã ăn cơm xong là cô ấy về luôn rồi ạ em còn chưa có cơ hội nói chuyện hay là ở đây đến mai rồi hãng về tại vì đằng nào cũng về đến đây rồi không đưa em đi gặp mọi người anh thấy kỳ lắm dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em về nhà mình để lần sau rồi chào hỏi anh ạ à. em coi thường gia đình anh đấy à rồi vài hôm nữa anh cũng trở thành chồng của em lời nói của anh em định coi không ra gì à em thấy mấy ngày nay anh lạ lắm anh cứ quát em thôi không phải hôn nhân khác với lúc yêu đương nhiều lắm Em phải tập thích nghi dần đi Lúc trước là chỉ có mình anh và em Bây giờ là cả gia đình của anh Đừng để anh mang tiếng Vì Huy đã nói như vậy rồi Nên Vân cũng im lặng nghe theo Dù sao không khí ở đây cũng trong lành Coi như để cho bản thân nghỉ ngơi một chút Lúc này đã là buổi chiều Thấy lá rụng nhiều ở sân Vân liền lấy chổi quét Cô không tự nhận mình giỏi giang hay chăm chỉ gì Nhưng đối với công việc nhà Cũng đặc biệt yêu thích nhất là khoản nấu nướng. Cô thường tự bày mò những món ngon để nấu mỗi ngày. Quét được một nửa rồi, tự nhiên thấy đau bụng quá. Không biết là do buổi trưa ăn trúng thứ gì hay đau dạ dày. Cái cảm giác đau lâm dâm khó chịu vô cùng. Cô vừa ngồi xuống bên dưới bậc thềm cửa, thì nghe tiếng mẹ Huy. Mới quét được có một lúc mà đã thấy mẹ rồi à? Ở đây sân vườn rộng rãi nên một ngày phải quét 4-5 lần. Cái dùng nó quét hàng ngày. Có thấy nó nghỉ bao giờ đâu thầy con cảm thấy hơi đau bụng không làm được thì để đấy lý do lý cháu làm gì vân đứng dậy quét nốt sân cơn đau vẫn âm ỉ trong lúc vân chuẩn bị đồ để nấu nướng bữa tối cho mọi người thì ở trên nhà gia đình huy đang vô cùng gay gắt huy vừa nói về chuyện vân có thai biết ngay mà nhìn cái tướng là đã thấy không đàng hoàng rồi chắc chắn ăn chơi chán bên ngoài rồi cố tình gài bẫy con nó biết con là kỹ sư xây dựng có tương lai chưa đâu giống như nó, chỉ là một đứa cắt tóc gội đầu. Thôi, lần này có khi anh Huy lại bị người ta lừa. Ai mà biết được đứa trẻ trong bụng có phải là con anh hay không? Thím đừng có mà ăn nói linh tinh. Em cũng chỉ là vì lo cho anh thôi, chứ kể cả nó không phải con anh. Em đâu mất mát gì, mấy đứa làm cắt tóc em quen, chẳng có đứa nào ra gì. Chúng nó còn nhận mát xa rồi, làm gì tiếp theo thì chắc mọi người biết. Chuyện này không nói qua nói lại nữa con thông báo là con và cô ấy sẽ làm đám cưới trong vài ngày tới cái gì con đang ra lệnh cho mẹ đấy à chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả đời con không thèm hỏi ý kiến bố mẹ mà tự quyết cô ấy đã có thai hai tháng rồi phải cưới nó có thai chứ đâu phải nhà mình nó phải quỵ lụy nhà mình bố mẹ nó phải đến đây mà nói năng họ cúi đầu trước nhà chúng ta là lẽ đương nhiên vì họ không biết dạy con đứa trẻ trong bụng cô ấy là cháu nội của mẹ cho dù trước sau thì nó cũng là máu mủ của cái nhà này. Mẹ không muốn đứng ra tổ chức đám cưới cho con thì con tìm nhà hàng ở gần chỗ làm. Bố mẹ và các em có quyền không tới dự. Con nói như vậy là để sau này mọi người khỏi trách. Sao ông cứ câm như thóc nấu đồ bồ thế hả? Ông không lên tiếng đi. Còn ông nó sắp lấy một đứa chửa trước rồi kia kìa. Không khéo lại mất mặt với cả họ. Nó muốn lấy ai là quyền của nó. Nó lớn rồi, nó tự chịu trách nhiệm. Bà cứ gào lên làm cái gì không biết nữa. Ông um... Rồi bố Huy quay qua nói với anh ta Thôi được rồi Con cứ sắp xếp đi Rồi nhà mình đến nói chuyện với nhà cái Vân Vâng Vân ở dưới bếp nghe câu được câu mất Vốn dĩ cô có thể tới gần để nghe cho tưởng tận câu chuyện Nhưng cô lại sợ Sợ khi mình biết quá rõ rồi Thì cuộc hôn nhân này không muốn bước chân vào nữa Chẳng có bất cứ ai trong nhà phụ giúp Vân nấu cơm Đồ ăn thức uống mua từ lúc sáng để trong tủ lạnh vân tự lấy ra sơ chế rồi nhóm củi ở đây không cách xa thành phố nhưng gia đình vẫn mua củi về nấu để tiết kiệm chi phí thay vì dùng ga cho tiền vân không ý kiến gì cả mặc dù đối với chuyện nhóm củi cô khá vụng về thấy đàn gà quanh quẩn ở ngoài sân rồi lại thấy chun thóc vân lấy thóc cho gà ăn thì nghe tiếng mẹ chồng tương lai quát tiếng quát ấy khiến cho cô giật mình đánh rơi cái bát xuống đất vỡ tan tành trời ơi là trời cô muốn phá cửa phá nhà đấy hả ai bảo cô lấy thóc cho gà ăn còn nữa vụng thối vụng nát vỡ cả đồ không thể nào hiểu nổi con bình thường trước mặt người lớn cô cũng im ỉm như thế à tôi hỏi mà sao cô không trả lời con xin lỗi con cứ nghĩ là lấy thóc cho gà ăn gà nó ăn ngô ăn khoai chưa ăn gì thóc lúa sao cô không vào trong bếp lấy luôn gạo ra đổ cho nó ăn lần sau con rút kinh nghiệm à cô nói thì hay lắm ai biết được có để trong đầu không mà rút với trả nghiệm bác ơi con mới đến nhà mình cái gì cũng lạ lắm sau này con mong bác chỉ bảo cho con lần sau cái gì không biết thì phải hỏi đừng có tự ý làm vâng ạ à. thế cô nấu cơm nước xong hết chưa củi đun xong phải đổ nước vào dập đi không là cháy bếp đấy con nấu xong rồi con dập luôn đây ạ à. xong rồi thì ra ngoài này nói chuyện với tôi vâng vân đi ra ngoài Cô ngồi xuống ghế đá đối diện với bà Phương, nhìn cô chăm chú một lúc rồi bà ấy khẽ cười. Gia đình cô thế nào, điều kiện có tốt không? Bố mẹ con buôn bán nhỏ lẻ, đủ trang trải qua ngày thôi à? Thế bố mẹ cô có chuẩn bị gì cho cô khi cô về nhà chồng không? Lúc trước cây dùng lấy thẳng thắng, bố mẹ nó cho hẳn một cây vàng đấy. Sắp tới đây chia đất, còn được thêm 7 mét mặt tiền. Không phải là tôi tham lam gì, nhưng con gái các cô bây giờ đi lấy chồng cũng phải đóng góp cho nhà chồng chứ dù sao thì cũng ở cả đời chưa đâu phải có một hai ngày chuyện đó con không biết ạ à? thế cô đi làm bao nhiêu năm có tiết kiệm được khoản nào không con cũng có thể dành được một ít vốn nghe thằng huy nói là cô đã có thai được hai tháng rồi cẩn thận giữ gìn vâng ạ à? thế thôi tôi lên nhà trước đây cô xếp củi gọn ghé sau đó đi trà sạch mấy cái xoong nồi còn bẩn tiện tay nhổ luôn đám cỏ ở trước cửa nhà cứ như thế trời tối mịn vân tắm rửa rồi dọn đồ lên bàn ăn một lát mới thấy cả nhà đi xuống chị vân làm món gì thế chẳng hiểu sao em đau đầu suốt cả buổi chiều hôm nay làm phiền chị quá để chị phải nấu cơm cho cả nhà không sao đâu vậy em cảm ơn chị nhé nhìn những món ăn ở trên bàn bà phương tạm hài lòng sau này chắc chắn con sẽ không chết đói vì vợ chẳng biết nấu ăn gì Bữa cơm tối hôm ấy được coi là vui vẻ Thì thoảng mọi người cũng nói chuyện với Vân Nhưng chỉ có một mình cô thấy hơi khó chịu trong lòng Ăn cơm xong vẫn là một mình Vân dọn dẹp Dung nói là phải sang nhà ngoại có việc Và tất nhiên mẹ Huy không thể nào rửa bát cùng với cô Mặc dù đang có thai Nhưng hình như chẳng ai quan tâm để ý gì đến điều đó Em rửa bát xong chưa? Còn phải qua nhà cô thắm đấy Em sắp xong rồi Mầm bát hơi nặng anh ở đây bê phụ cho em được không đàn ông con trai ai lại rửa bát mất hết cả cái hình tượng đi nhưng mà em đang có thai em không thể làm việc nặng được sao em nhiều chuyện thế nhỉ thôi được rồi để anh bê cho vân cùng với huy sang nhà cô thắm trưa nay ăn cơm cùng nhưng vân chưa có cơ hội trò chuyện không biết bà ấy là người như thế nào cháu chào cô ạ à. huy này người ta nói đàn bà thì phải thắt đáy lưng ong mà nhìn bạn gái của cháu cô thấy cái tướng này là hoang phí lắm cháu phải cẩn thận đó là tư tưởng của ngày xưa rồi bây giờ béo hay gầy cũng đâu có quan trọng nữa cô cháu với vân sắp làm đám cưới hôm ấy cô nhớ phải may chiếc áo dài thật đẹp đấy nhé có cái áo dài mặc từ thời cưới chú mày lúc đó mang ra mặc chưa may làm gì cho phí tiền mất công sau này chúng mày ly hôn nhìn cái ảnh lại tiếc cái váy kìa cô sao bây giờ chúng nó ly hôn đầy cả ra có chắc là chúng mày hạnh phúc không có như thế nào thì tương lai sau này mới nói được bọn cháu chưa cưới cô nói như thế hơi kỳ tổ sư bố nhà anh nữa tôi bế anh từ cái thời anh còn cởi chuồng bây giờ anh còn bày đặt dạy tôi cách nói chuyện nữa à không phải thế anh có uống nước trẻ không để tôi pha dạ thôi ạ à, uống nước trẻ buổi tối khó ngủ lắm từ lúc sang cho tới lúc về bà thắm chỉ nói chuyện với mỗi mình huy mà chẳng ngó ngàng gì đến vân cả Thậm chí đến cả lúc Vân về Chào cũng chẳng trả lời Sau này về làm dâu, Trăng Vân cũng chẳng qua lại làm gì Vì biết thừa cô của chồng không hề ưa gì mình Trên đường về Vân im lặng không nói chuyện Thấy lạ nên Huy dừng xe lại Sao đấy giờ anh hỏi mà em không trả lời Anh không cảm thấy Mọi người trong gia đình anh rất kỳ cục sao Kỳ cục ở chỗ nào Em thấy hình như không ai thích em Em đừng tự suy diễn làm gì cho mệt có quá nhiều người như thế Thì mỗi người mỗi tính là chuyện đương nhiên Sau này chúng ta cũng không về đây ở Thì thoảng về chơi Em nhịn một tí thì sao nào Nhưng mà Thôi đừng nhưng nữa Chẳng lẽ thấy gia đình anh khó tính Em không muốn cưới Vậy còn đứa bé trong bụng thì sao Em muốn làm mẹ đơn thân Thì em nói với anh một tiếng Không phải Em chỉ sợ sau này khó sống Anh đã bảo là Chúng ta sẽ sống ở gần nơi làm việc Chạy về đây ở đâu mà khéo lo Thôi đi về anh buồn ngủ rồi hôm nay đi nhiều chỗ mệt hết cả người vâng vì sợ chưa cưới xui xẻo nên bà phương không cho vân và huy ngủ chung phòng bà trải một cái chiếu xuống nền đất rồi nói với vân tối nay cô ngủ ở đây đi hai đứa chưa cưới mà ở chung phòng sau này làm ăn không được xui xẻo lắm vì mỗi nơi mỗi phong tục nên vân chẳng có ý kiến gì có điều nền đất hơi lạnh cô sợ sẽ ảnh hưởng tới con cô nhắn tin cho huy Lúc này anh ta đã ở trong phòng rồi Anh lấy cho em xin cái chăn Em ngủ ở ngoài này Sợ nằm dưới nền đất lạnh Lại ảnh hưởng đến con Một lát thấy Huy đi ra ngoài Sao không vào trong phòng mà ngủ Nằm ở đây Mẹ bảo ngủ ở đây anh à Lý do Mẹ bảo hai người trước cưới nhau Mà ở chung thì sẽ xui Vớ vẩn Thôi chỉ có một đêm Mai chúng ta về rồi Anh đừng làm mẹ khó chịu thế thôi em vào trong phòng ngủ đi để anh ngủ ở đây cho nhưng mà làm gì có chăn mà đưa em vào phòng đi vâng nhiều lúc cô cảm thấy người đàn ông này rất tâm lý rất thương cô nhưng nhiều khi lại thấy anh ta vô tâm chẳng để ý một chút nào đến cảm xúc của cô cả hay là do cô đang đòi hỏi và kỳ vọng quá nhiều vân đi vào trong phòng do cả ngày mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay lúc này ở bên ngoài bà Phương thấy người nằm dưới chiếu là Huy nên không hài lòng còn Vân nó gọi con ra đây nằm để nó vào phòng à Vân đang mang thai nằm ở đây lạnh ảnh hưởng đến em bé thì sao mà con không hiểu lý do gì mẹ lại bảo nó nằm ở ngoài này thì nó có phải là con của mẹ đâu mẹ phải ưu tiên con của mẹ chứ mẹ nhỏ cái giọng lại đừng có mà nói toáng lên như thế Vân nghe thấy bây giờ con chiều nó vừa thôi không sao này độ nó lên đầu mà thờ cô ta có tiền tiết kiệm mẹ có biết số tiền ấy tích cóp bao nhiêu năm rồi không bèo bọt cũng cả mấy trăm triệu chứ ít ỏi gì mấy lần con nháy mẹ rồi mà sao mẹ chẳng hiểu nghe huy nói như vậy bà phương mới chợt ngộ ra mẹ cứ tưởng là con chiều chuộng nó nên mới khó chịu ra mặt nếu mẹ biết con trai mẹ thông minh như thế thì mẹ đã cố nhịn rồi mẹ đừng có để cho cô ta buồn đổi ý không cưới thì còn lâu mới lấy được tiền mẹ biết rồi Sáng hôm sau, thái độ của bà Phương với Vân khác hẳn. Thậm chí còn dậy sớm để nấu phở cho cô và Huy ăn trước khi trở về. Cô lấy cái bát còn càn. Thôi, con cứ để đấy mẹ làm cho. Hai đứa sắp cưới nhau rồi, đừng có gọi bác làm gì, cho nó xa cách. Con cảm ơn mẹ à. Có gì đâu, con vào trong nghỉ ngơi đi. Đang có thai, phải chú ý dưỡng. Bây giờ bầu bì, không có giống như ngày xưa đâu, đừng có xuồng dã quá. Vâng vân ngồi xuống ghế chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ cô cứ thấy đau bụng lát nữa đi về sẽ ghé qua phòng khám để kiểm tra xem thế nào thấy tự nhiên thái độ của mẹ chồng thay đổi một cách đột ngột dùng tò mò lúc vân không có ở đó liền đi lại gần hỏi sao hôm nay mẹ hiền thế không áp dụng công thức dạy dâu từ thủa bơ vơ mới về nữa à cái con này nói thế là có ý gì mày làm như tao ác lắm không bằng lúc mày về đây tao chiều mày còn hơn cả chiều vong mày ốm tao nấu cháo cho mày ăn thì con có bảo gì đâu tại hôm qua con thấy mẹ có vẻ không quý bà vân lắm mà hôm nay quý quá trời quá đất nên con tò mò thôi trên đời này làm gì có cái gì tự nhiên phải có lý do hết thế hôm trước mẹ nói mẹ quý con là có lý do à im đi mày cứ làm như mày lắm của cho tao lắm không bằng nếu không phải hai vợ chồng mày ở đây tao trông ngóng những lúc ốm đau chúng mày cho bát cháo thì dễ gì Chứ không phải vì con đưa cho mẹ một cây vàng lúc cưới à Cái này là Dung chỉ nghĩ trong đầu Chứ không nói ra Bản thân tự hiểu Để sống được trong cái môi trường mang tên nhà chồng Thì phải làm gì Đôi lúc chịu thiệt thòi một chút cũng không sao Mang tiếng là đưa cho mẹ cất cho Nhưng Dung thừa biết Là bà Phương đã đem số tiền đó Nướng vào bài bạc để đóm từ lâu Con muốn đòi cũng chẳng được Thôi thì để cuộc sống yên ổn Coi như số tiền đó cũng vong vậy Biết đâu sau này mảnh đất cha ông để lại sẽ đứng tên hai vợ chồng thì sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng tốt hẳn, miệng còn ngân nga ca khúc quen thuộc. Này, mẹ dặn mày nhá, cấm có hé răng ra nói bóng gió với con Vân một tiếng nào, để im cho nó và thằng Huy lấy nhau cho yên ả. À. Nó mà không lấy là mệt. Mẹ lại nghe ngóng, cô ta có của hồi môn chứ gì? Mày nói bé cái miệng thôi. Nếu con hợp tác, mẹ chia cho con không? Chia cho mày mấy cái vả, tao còn đang phải nuôi vợ chồng mày đấy, Suốt ngày chỉ lo ăn với đi chơi Nhất là chồng mày Có làm cái gì ra tiền đâu Bởi vậy nên con mới luôn tự nhắc nhở bản thân mình Là phải thật tôn trọng mẹ Mẹ còn hơn cả mẹ ruột của con Mẹ ruột của con ở nhà thấy con ở nhà chơi một ngày Là đã mắng con rồi Thôi cô Im đi không phải nịnh Nhớ nghe lời tôi đấy Dung vừa quay đi Thì nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt Đúng là người phụ nữ tham lam mà Bỗng nhiên cảm thấy có chút thương hại Vân sắp sửa mất hết của cải rồi ăn sáng xong Vân và Huy quay lại chỗ làm tâm trạng của Vân đã nhẹ nhõm hơn một chút vì cô nghĩ gia đình chồng không còn có định kiến gì với cô nữa bây giờ anh đi làm chắc là phải mấy hôm anh mới đến thăm em được em ở nhà tự lo sức khỏe cho mình anh này hay là em đóng cửa tiệm một thời gian nhé sao tự nhiên lại đóng cửa em thấy mùi hóa chất hơi độc hại sợ so ảnh hưởng đến con mình ôi sao Người ta làm đầy cả ra, em cứ khéo lo. Nhưng mà sau này sinh con, tha hồ mà nghỉ ngơi. Dù sao em cũng phải ở cữ cả nửa năm, chứ đâu phải đi làm ngay được. Lúc đó chăm sóc cho con sau còn nếu như em muốn nghỉ dài thì nghỉ thôi, không lại bảo anh ép. Chúng ta cưới nhau rồi kinh tế đè nặng lên vai, em suy nghĩ cho kỹ càng. Vân cứ tính tới tính lui, rồi cuối cùng quyết định sẽ làm tiếp. Cô đeo hai ba lớp khẩu trang là được. Huy nói cũng đúng Còn phải để dành tiền nuôi con Rồi làm ăn nữa Không phải lúc nào cuộc sống cũng êm đềm trôi qua như thế Mấy hôm đang làm Nghe mẹ gọi điện là bố ốm phải đi bệnh viện Vân lại tức tốc đến bệnh viện để chăm bố Nhìn dáng vẻ gầy dộc của cả bố và mẹ Vân đau lòng lắm Còn xin lỗi bố mẹ Vì đã không chăm sóc tốt cho hai người Con gái bất hiếu Lại bắt đầu nói linh tinh rồi Bố con chỉ ốm một chút thôi Mẹ nói như thế là để Vân yên tâm, chứ thực ra bệnh tình của bố Vân không nhẹ chút nào, ông cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u, nếu không rất có thể sẽ di căn. Nhà Vân không phải thuộc diện khá giả gì, bố mẹ cả đời vất vả với cây rau cây lúa, con cá dưới ao, số tiền để phẫu thuật quả thực không dễ lo liệu. Vân biết như thế nên đã lấy một phần tiền tiết kiệm để lo cho viện phí cho bố. Mấy ngày quay cuồng ở bệnh viện, mà cô hốc hác hẳn. Huy đi công trường vẫn chưa về, cô còn chẳng thể nào liên lạc được với anh, chắc lần này anh lại đến nơi nào đó không có sóng. Những lúc mệt mỏi, không có người yêu ở bên cạnh lại bắt đầu cảm thấy tủi thân. Cũng may là phẫu thuật thành công tốt đẹp, Vân chăm sóc bố, rồi động viên bố ăn uống. Bố cứ hỏi mãi về số tiền viện phí, vì sợ Vân phải gánh nợ. Vân nói để bố yên tâm. Bố đừng lo mấy năm nay con đi làm cũng để ra được một khoản số tiền ấy bố mẹ bảo con để dành lo cho tương lai bây giờ bố bị bệnh con lo cho bố là chuyện đương nhiên nếu không có bố mẹ thì làm sao có con được hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò của người cha ông thương con thương cho cả cái thân phận của mình sống từng ấy năm mà cứ vất vả mãi thôi bây giờ lại còn phải nhờ vào tiền của con mới giữ được màng sống cả đời coi như thất bại ông chẳng nói lời nào thì lặng lẽ quay mặt vào trong xấu hổ không dám đối diện với con gái vân nắm chặt lấy tay bố rồi cô thủ thì lúc con còn nhỏ bố mẹ bế ám con nâng niu con như báu vật cho dù không có cơm ăn áo mặc vẫn mua sữa cho con uống đều đặn lúc đó bố mẹ đâu than vã lời nào bây giờ con lớn rồi con đi làm kiếm được tiền con phải chăm sóc cho bố mẹ chứ vân nói rất nhiều sự hiếu thảo của con gái khiến cho ông vinh nhẹ lòng đợi lúc khỏe mạnh rồi nhất định sẽ bù đắp cho con dù sao thì hai vợ chồng già rồi cũng chết đất cát có mang đi được đâu tài sản ấy sau này đều là của vân đến khi bố xuất viện về nhà rồi thì cô mới nhận được cuộc gọi đầu tiên của huy từ lúc anh thông báo đi công tác giọng nói khá mệt mỏi anh về rồi hôm nay em không đi làm à anh thấy tiệm đóng cửa em mới đưa bố từ bệnh viện về bố em bị làm sao bố em mới phẫu thuật cắt bỏ khối u sức khỏe của bố vẫn chưa ổn định anh sắp xếp tới thăm bố anh biết rồi huy tắt điện thoại nói là biết rồi nhưng qua hai ngày mới tới trên tay là lãng hoa quả chắc mua vội ở đâu vì héo mất mấy quả lần cô tới nhà anh chọn từng món quà một sao cho thật chu đáo anh tới thăm bố cô bị ốm mới đi bệnh viện về mà sao không có chút thành ý nào? Không phải vấn đề ý tứ, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy người đàn ông này thực sự rất vô tâm và ra trưởng. Liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao khi hai người về chung một nhà? Trong lúc Vân còn đang suy nghĩ, thì Huy nói với cô: Hôm đấy anh định đến thăm bố em ngay, nhưng mà công ty gọi lên có việc gấp, nên nay anh mới tới được. Mai anh sẽ đi mua đồ ngon về tẩm bổ cho bố. Lãng hoa quả này quả thực chọn có chút vội. Huy cứ như đọc được tâm tình của Vân vậy Cô lại bắt đầu cảm thấy xuôi Chắc là không phải do anh cố ý Mấy hôm nay chăm sóc cho bố Chẳng em mệt rồi Tối nay em để anh trông cho Vậy anh trông bố giúp cho em Ừ Vân và mẹ thay nhau chăm sóc bố ở bệnh viện Nên ai cũng mệt nhoài Huy nhận trách nhiệm ấy rồi Nên hai mẹ con yên tâm ngủ một chút Vân giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm Cô ra bên ngoài thì thấy điện thoại của huy vẫn sáng đèn và anh đang chơi trò gì đó anh vẫn còn chơi game sao vân đi về phía huy thì anh ta vội vàng tắt điện thoại rồi để nó qua một bên sao em không ngủ đi mà ra đây làm gì em ngủ được một lớp rồi anh đi ngủ đi để em trông bố cho thôi không cần đâu em đang mang thai em đi ngủ đi cho khỏe bố để anh trông lúc nào bố đi vệ sinh anh sẽ dìu bố đi nhưng mà ngày mai anh còn phải đi làm Như thế có ổn không Được mà anh là con trai Có gì đâu mà không ổn Vân lại vào trong phòng đi ngủ Lúc này Huy tiếp tục với trò chơi tài xỉu đang dở dang Dạo này anh ta có hứng thú tìm cách làm giàu Thông qua những trang bài bạc Ăn được một triệu thì phải mất tới 10 triệu Nhưng vẫn vô cùng hứng thú Lào đầu vào như con thiêu thân Chẳng biết đường về Mang tiếng là trong chừng người ốm nhưng lúc bố vợ tương lai dậy muốn đi vệ sinh Thì khó chịu Có điều không dám ra mặt thôi Anh ta lầm bẩm trong hỏng Ăn uống cho lắm vào rồi mà hai người khác Đi vệ sinh không thôi cũng hết cả đêm Ông Vinh vẫn nghĩ là con gái mình may mắn Vì tìm được một người đàn ông tử tế để dựa vào Có lòng trông coi người ốm suốt cả đêm Có đồng ngờ đứa con rể tương lai tốt đẹp Mà ông vẫn tin tưởng Lại là kẻ muốn đào mỏ số tiền mà con gái ông vất vả tích cóp suốt nhiều năm trời. Cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn, thế nên ngay sau khi bố khỏe lại, Vân đã thúc giục Huy về chuyện kết hôn, cô không muốn bà con họ hàng bàn ra tán vào nói là cô có thai nhưng không ai chịu cưới. Chuyện lễ nạp đưa tới cũng như bao nhà khác, gia đình Huy không bớt xén một thứ gì, bởi trong thâm tâm họ nghĩ, tiền mua lễ cũng là tiền của Vân thôi, mấy chốc số tiền tiết kiệm vào túi họ đâu mà gần ngày cưới vân và huy đi chụp ảnh cưới vân muốn chụp thêm album nhưng huy nói mấy cái đó anh thấy không cần thiết đâu không phải là anh tiếc nhưng mấy người bạn cưới trước họ đều nói ảnh album vứt xó chẳng ai thèm xem tốn tiền cả đời chỉ có một lần em muốn làm cho đàng hoàng tử tế chuyện cưới xin mà qua loa thì cuộc sống sau này sẽ thế nào anh lười lắm công việc của anh thì nhiều mà bây giờ chụp ảnh cưới mất cả mấy ngày trời lỡ đang chụp ảnh mà người ta gọi thì có phải là không đi chụp được không cứ nhì nhằng mãi cuối cùng cũng không chụp được thấy vân buồn nên huy cũng an ủi vài câu thôi lúc nào sinh con vợ chồng chúng ta đưa con đi chụp ảnh gia đình khi ấy có ý nghĩa hơn dù không vui nhưng vân vẫn gật đầu trước ngày cưới mà cãi vã thì sẽ không may mắn thôi thì dĩ hòa vi quý mỗi người nhịn đi vài câu váy cưới cũng chọn loại tầm trung chứ chẳng phải đắt đỏ cao sang gì thậm chí đến chọn gói cưới cũng bình thường mặc dù gia đình Vân không phải giàu có gì nhưng sao cô thấy nhà chồng có thái độ coi thường tổ chức đám cưới qua loa cho xong ngày cưới lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của người con gái thì Vân lại muốn khóc khi cô vô tình đọc được tin nhắn của ai đó gửi cho chồng mình Huy vội vàng dần lại chiếc điện thoại trên tay Vân với thái độ khó chịu Em động vào điện thoại của anh làm gì Đây là sự riêng tư Kể cả là vợ chồng cũng không được tùy ý như thế Cô gái đó là ai vậy Có ai đâu Người ta hẹn anh tôi đến gặp kìa Chắc là nhắn nhầm thôi Hôm nay là ngày cưới của chúng ta Chẳng lẽ tối anh lại đi đâu Vậy nếu hôm nay không phải là ngày cưới Em nói linh tinh cái gì vậy Anh đã bảo rồi Em đang mang thai Đừng có suy diễn rồi ảnh hưởng đến con Người ta vẫn nói Dần xây dựng rất lăng nhăng em đặt hết niềm tin vào anh liệu anh có khiến em thất vọng không em đang mặc trên người chiếc váy cưới đấy vân ạ à. hôm nay là ngày vui của chúng ta đừng vì vài tin nhắn vớ vẩn mà khiến cho không khí mất vui xung quanh ai nấy cũng cười nói họ nhìn vân như nhìn người phụ nữ hạnh phúc nhất cô cười gượng khi nhìn về phía bố mẹ mình tất cả là vì con vì muốn con có gia đình trọn vẹn nên cô sẽ cố gắng sau đám cưới uy say mềm vì uống quá nhiều đống bát đũa chất thành núi và chính vân là người phải dọn dẹp chúng vân không hiểu lý do vì sao nhạc chồng không thuê nhà hàng ngày vui mà phải đối mặt với đống chén bát này quả thực không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào nhìn quanh ai cũng quần là áo lượt ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ lắm dường như không ai có ý định giúp đỡ vân cô chỉ có thể một mình xử lý mấy chục mâm bát sửa suốt từ đầu giờ chiều đến gần tối mới xong lúc đứng lên cảm tưởng như trời đất quay cuồng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vân vội vàng bám tay vào cái cột giữ thăng bằng cô không nhìn rõ mặt ai cả vì lúc này đã hoa mắt lắm rồi chỉ biết là khi cô chuẩn bị ngã xuống thì có một bàn tay đỡ lấy cô cô không sao chứ là giọng một người đàn ông vân chẳng nhìn rõ mặt nhưng biết là anh ta còn trẻ cô xua tay không sao cảm ơn anh người đàn ông đó đỡ vân ngồi xuống còn đưa cho vân một chai nước lạnh cô uống đi chắc là do trời nắng quá phải không mà sao không ai phụ cô làm à người trong gia đình đi đâu hết rồi tôi không sao đâu mọi người đều bận cả hình như bạn của anh ta gọi nên anh ta vội rời đi trước khi đi còn dặn dò vân cô nghỉ ngơi một lát nữa rồi hắn đứng dậy nhé tột huyết áp nguy hiểm lắm đó vân đưa mắt nhìn theo cô chỉ kịp nhìn qua dáng người còn khuôn mặt thì không thấy rõ chắc là khách mời của gia đình chồng hình như chị có phải lưu luyến anh ta thì phải anh huy mà nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ buồn lắm chẳng cần nhìn mặt vân cũng có thể nhận ra đây là giọng của em dâu cô chẳng buồn trả lời vẫn còn cảm thấy quay cuồng lắm một mình chị rửa hết đống bát đũa này à nếu em biết chị ở đây một mình thì em đã đến phụ rồi em tưởng cô gì chú bác nhà mình rửa phụ chị chứ không nghe vân nói gì dùng hơi bực chị rửa xong bát là chị bị câm luôn à thím nói đủ chưa em nói gì đâu mà chị bảo đủ với thừa em chỉ lo lắng hỏi han một tí thôi mà cảm ơn ý tốt của thím bây giờ thím mang bát đũa vào trong giúp tôi được không em bê làm sao được nặng lắm tôi đang mang thai tôi không thể bê đồ nặng được thế thì chị gọi chồng chị ra mà bê hôm nay là đám cưới của chị chứ có phải đám cưới của em đâu lúc em làm đám cưới em cũng phải rửa mấy chục mâm bát y như chị vậy đó Phong tục ở đây thế rồi Chạy đâu cho khỏi nắng Thôi em đi đây Dung đi được mấy bước Thì quay lại nói thêm À mà chị nhớ Phải bê bát vào trong đấy Để bên ngoài gà với chó nó đậu vào Mất công phải rửa lại nữa Dung tìm một mạch Mang tiếng đám cưới Anh em họ hàng tụ tập đông đủ Mà tuyển nhiên không thấy ai đi qua đi lại chỗ rửa bát Dường như tất cả mọi công việc dọn dẹp Đều đổ dồn hết lên đầu cô dâu mới Vân loay hoay chưa biết phải đưa bát đũa vào trong bếp như thế nào thể thắng chạy tới mặt thắng đỏ ửng vì rượu nhưng vẫn rất nhiệt tình chị để em làm cho chị đang có thai sao bê đồ nặng được mà không ai giúp chị à mọi người đâu hết rồi vợ em không ra rửa cùng chị à chị nghe nói là phong tục ở đây cô dâu mới phải dọn dẹp và rửa bát đũa sau ngày cưới phải không chú làm gì có cái phong tục ấy ăn cưới xong mọi người cùng nhau rửa bát chứ cô dâu có phụ thì phụ thôi mà không thì thôi vì đây là ngày của cô dâu mà chị cứ chịu khó quá lại mang thiệt vào thân thật ra chị cũng đâu muốn chịu khó đâu nhưng ngoài chị ra vân định nói thêm vài câu nữa rồi lại thôi đây có lẽ là cố ý rồi buổi tối những đồ ăn còn lại lúc trưa đều được hâm nóng mọi người quây quần bên nhau ăn uống chỉ có vân là cứ ở dưới bếp xào hết cái này rồi nấu cái kia cô đói đến mức muốn run cả tay chân Cô lấy vội miếng thịt gà cho vào miệng Sợ bản thân mình ngất ra đây Thì không biết làm sao Ôi giời ơi Con gái con nữa mà ăn vụng Đói đến thế cơ à Bà Thắm ở ngay phía sau Vân Vừa nói vừa biểu môi dài cả km Làm thì làm cho xong đi Rồi ra ngoài mà ăn chung với mọi người Đồ ăn thức uống thiếu gì đâu Cứ làm như chết đói không bằng Cháu làm không ngơi tay ngơi chân Suốt từ chiều đến giờ cô à Cháu thực sự cảm thấy đói À cái lời người lớn hả Bố mẹ cô ở nhà không dạy cô phải im mồm Khi người lớn nói chuyện hay sao Cháu không cãi Cháu chỉ nói lại thôi Im đi Anh chị tôi đúng là mắt nhắm mắt mở Mới lấy phải loại người không biết trên biết dưới như cô Thả ở giá còn hơn Lấy cái loại không biết điều Cô ơi Cháu không biết cháu đã làm sai gì để cô ghét cháu Nếu cô không hài lòng cháu ở điểm gì Thì cô cứ thẳng thắn góp ý với cháu Mắc gì tao phải góp ý với mày Mày là con cháu nhà này chứ có phải mẹ tao đâu Nhanh lên có đĩa sau mà xào mãi không xong khách người ta chờ kia kìa đám cưới của mày nên người ta bỏ công bỏ việc để đến giúp người ta nấu sẵn cơm rồi mày chỉ việc rửa bát thôi với bây giờ hâm nóng đồ ăn mà sao kêu ca là sao cái thời của tao ấy cơm không có mà ăn còn phải đi đào đất đội đất cả ngày kia kìa làm như khổ lắm càng lúc phần cảm thấy gia đình huy rất phức tạp mỗi người một kiểu mà chẳng ai là người dễ tính cứ săn soi để ý mãi thôi rồi vân lại phải một lần nữa chấn an mình cũng chỉ ở đây vài ngày rồi về dù sao không sống cùng với gia đình chồng đã là một điều vô cùng may mắn cả nửa tiếng sau đó vân mới được ăn cơm ngồi chung bàn với mấy người phụ nữ trong gia đình mà họ ăn gần xong hết rồi chỉ còn lại vài miếng thịt thừa ở trên mâm thôi thì cố gắng ăn nhanh bát cơm để còn có sức vân chưa bao giờ nghĩ là có lúc mình phải ăn ngấu ăn nghiến vì quá đói 10 giờ khách hứa về hết Lại là một tay vân dọn dẹp Lúc này cô đã bực bội lắm rồi Biết bao nhiêu rác mà không thấy ai phụ giúp cả Kể cả cô em dâu Cũng không thấy mặt đâu Từ lúc ăn cơm xong là mất dạng Vân đi tìm mẹ chồng Thấy bà đang ngồi tám chuyện Nên cô cũng ngại không muốn tới Cuối cùng Một mình dọn dẹp tất cả mớ hỗn độn 12 giờ mới xong xuôi Vân ngả lưng xuống giường Quay sang bên cạnh thì đồng nằm ngồi giường chồng cô từ trưa đến tối là uống tới hai cữ, không say sao được. hơi rượu khiến cho vân muốn ói vì khó chịu, cô đành phải trải chiếu xuống dưới đất nằm tạm. một lát sau đó cánh cửa bất chợt mở ra, mẹ chồng bước vào mà không một lời báo trước. sao không lên giường nằm mà lại nằm ở dưới đất thế này? dạ, con nằm ở đây cho thoải mái à? vợ chồng mới cưới nhau thì phải nằm chung chứ, mất công ai người ta thấy, lại tưởng nhà này đối xử với cô không tốt vâng bà phương ngồi xuống dưới chiếu rồi nói nhỏ đưa đây mẹ cất cho dạ đưa cái gì cơ ạ à? còn đưa cái gì nữa tất nhiên là vàng cưới rồi đưa đây mẹ cầm cho không lại mất con tự cất được mà mẹ lúc cây dung với thằng thắng cưới nhau đều đưa vàng cho mẹ cất cả nó có cả cây vàng nó vẫn tin tưởng giao cho mẹ con làm sao thế nhỉ con hay là cô sợ tôi ăn mất của cô chẳng qua tôi thấy vợ chồng cô còn trẻ chỉ tiêu nhiều lúc phóng túng quá đà nên tôi mới có ý muốn giữ giúp thôi mất công sau này đẻ đái lại không có tiền lúc đó bố mẹ hai bên không giúp được thì thôi không đẻ nữa à muộn rồi đưa nhanh đi để tôi còn ngủ vân còn chẳng kịp có thời gian để mà suy nghĩ nhưng cô đọc trên mạng xã hội thấy có nhiều vụ mẹ chồng lấy vàng của con dâu vào cất hổ nhưng sau đó tiêu hết đến lúc cần hỏi lại bị chửi trên đầu trên khổ thế là vân nhất quyết không đưa đây là vàng bố mẹ con cho con Mẹ cứ để con tự cất Thiếu đủ thế nào Sau này vợ chồng con tự lo Con nhất định không làm phiền đến gia đình Ngay sau câu nói ấy Là một cơn thịnh nộ nổi lên Bà Phương đập mạnh tay xuống nền nhà Đúng là đồ lão tuyết Vừa mới về làm dâu đã cãi lời mẹ chồng rồi Thế vài bữa nữa Cô định lên đầu bà già này ngồi có đúng không Đám cưới này Cô biết phải chi ra bao nhiêu không Cô không đưa vàng đây thì lấy gì mà bù vào Tiền mừng Vợ chồng con có đụng đến đồng nào đâu, mẹ lấy tiền đó chi trả cho những khoản liên quan đến đám cưới là được mà mẹ. Còn đây mấy chỉ vàng mẹ con cho là để dành lúc ốm đau, nếu không phải là việc thực sự cần thiết, con nhất định không lấy ra. Thế bây giờ là cô không chịu đưa đúng không? Bà Phương trừng mắt nhìn Vân, có lẽ vì nói quá to nên đã đánh thức Huy dậy, mặt anh ta nhăn nhó. Có chuyện gì mà ồn ào thế, nửa đêm rồi, không để cho ai ngủ hay sao? vì rụi mắt thấy mẹ đang ở trong phòng mình liền hỏi mẹ không đi ngủ đi còn vào phòng vợ chồng con làm gì còn nữa sao lại trải chiếu ở dưới đất vậy vân mẹ bảo vợ con đưa vàng đây cho mẹ cất thế mà nó nhất định không đưa còn nói nó đi vàng gì thì vàng cưới đó ôi dào con mấy chỉ vàng chứ có phải nhiều nhạn gì đâu ai giữ mà không được thôi mẹ về phòng đi ngủ đi vợ con lớn rồi tự giữ được mẹ không cần phải lo cái thằng này thôi mẹ đi ngủ đi bà Phương bực tức bỏ ra ngoài Huy dục Vân em mau gấp chiếu vào rồi lên giường đi ngủ trải chiếu xuống đất làm gì lại mang tiếng anh ra vâng Vân lên giường rồi mà cứ chằn chọc mãi chẳng ngủ được một lát cô quay qua nhìn Huy em thực sự không muốn đưa vàng cho mẹ cất đâu anh à em muốn để dành sau này vợ chồng mình làm ăn mẹ cất thì cũng có làm sao đâu lúc nào cần mẹ trả lại có điều em không thích thì thôi cần gì phải nghĩ ngợi cho lắm nhưng mà em thấy mẹ không vui em lo sau này mẹ chồng nàng dâu bất hòa em lo mẹ chồng con dâu bất hòa thì em đưa vàng cho mẹ như thế là mẹ vui ngay đơn giản thế thôi mà còn không biết thôi đi ngủ đi mấy cái chuyện vớ vẩn sau đó huy lại ngủ ngay chỉ có vân cứ trằn trọc mãi không thôi hay là đưa vàng cho mẹ chồng cất nhỉ dù sao cũng chỉ có năm chỉ vàng thôi chẳng lẽ lúc đòi không trả nổi một nửa nghĩ tới nghĩ lui rồi sáng hôm sau vân dậy sớm đi tìm mẹ chồng cô thấy bà đang lững thững đi ở ngoài sân lẩm bẩm gì đó mẹ ơi nghe tiếng vân bà ấy bỏ đi một mạch cô phải đi nhanh mới đuổi kịp cô đi theo tôi làm gì cô muốn chọc tôi tức chết phải không không phải đâu mà mẹ con tìm mẹ là để đưa cho mẹ thứ này cái gì vân đưa hộp vàng cho mẹ chồng cái này là số vàng mẹ cô trao cho, cho cô ở trong đám cưới còn mấy chị vàng cho riêng cô vẫn cất trong túi để phòng thân nhìn thấy số vàng mắt bà phương trở lên lấp lánh nhưng sau đó phải cố che giấu đi vì sợ con dâu biết mình tham của hôm qua cô bảo là không đưa cho tôi cắt cơ mà sao hôm nay lại đổi ý là do con bồng bột quá cả đêm con suy nghĩ thấy để mẹ cầm là hợp lý nhất mẹ giúp con giữ nha mẹ ừ tất nhiên là mẹ giữ giúp cho con rồi chẳng lẽ mẹ lại lấy của các con yên tâm đi đưa bao nhiêu còn bấy nhiêu không mất đâu mà sợ vân cũng nghĩ trong đầu rồi dù sao thì cô cũng còn mấy chỉ vàng với ít tiền phòng thân nếu như làm quá khiến cho mẹ chồng không vui thì sợ sau này gia đình trở nên bất hòa vân là người sống đơn giản và chẳng tính toán thiệt hơn thậm chí cô còn có suy nghĩ là lúc xảy ra chuyện dù ít dù nhiều mẹ chồng cũng sẽ trả lại cho cô có vàng của con dâu tự nhiên bà phương cảm thấy yêu đời hẳn nói năng cũng nhẹ nhàng hơn sau đám cưới vân bắt đầu ốm nghén lúc trước cô còn nghĩ là mình may mắn không bị nghén cơ giờ thì nhìn thấy cái gì cũng khó chịu cũng muốn ói vân không đi làm được mẹ chồng nói với cô thôi thì ốm nghén đóng cửa tiệm một thời gian cũng không sao chẳng lẽ cái nhà này lại không nuôi nổi con vài bữa vâng vân thông báo rồi đóng cửa tiệm dự định là sau khi hết nghén sẽ quay lại làm việc chứ sức khỏe thế này có cố cũng không được mấy ngày đầu tiên vẫn còn rất vui vẻ huy đi làm có lúc về lúc không chủ yếu là vân ở với mọi người trong gia đình chồng sang đến ngày thứ tư bà phương bắt đầu bóng gió dạo này ngoài chợ bán cái gì cũng đắt nhất là mấy cái đồ bồi bổ cho bà bầu ấy đắt vô cùng cơ thế này chẳng mấy chốc mà bán nhà Đúng là nuôi một người có thai không dễ dàng gì Ngày xưa ăn uống đảm bạc Chứ có như bây giờ đâu Vân biết là mẹ chồng đang muốn nói gì Cô ở đây phải góp tiền là chuyện đương nhiên Thế là cô đưa tiền cho mẹ chồng Mẹ giúp con đi chợ mua đồ ăn à Thôi đưa tiền làm gì Cũng không ở lâu Mẹ cứ cầm lấy chi tiêu Đồ bây giờ cũng mỗi lúc một tăng giá Mẹ không lấy còn nghĩ ngợi lắm Con đã nói vậy Thì mẹ cầm cho con vui chứ nói thật mẹ già rồi cầm nhiều tiền cũng chẳng để làm gì vâng vân ốm nghén nên ốm yếu trong người lắm ăn còn chẳng ăn được thì làm sao lo việc nhà mấy ngày đầu thì chẳng ai nói động tới nhiều mấy ngày sau quần áo của gia đình dung đem chia ra làm hai một nửa dung giặt còn một nửa để phần vân chị lo mà làm việc nhà đi không phải cứ dựa vào việc ốm nghén rồi cái gì cũng lười bây giờ em chia như thế này quần áo mỗi người một nửa cơm nước em nấu buổi trưa còn chị nấu buổi tối nhà cửa sân vườn em quét dọn buổi sáng chị quét dọn buổi tối luôn thêm người thêm việc chưa ham hố gì đâu dung nói xong thì bỏ đi mấy hôm nay bắt đầu thấy khó chịu với chị dâu rồi lúc đầu ở đây dùng là người được chiều chuộng nhất thế mà chẳng mấy chốc thay đổi mọi người trong nhà cưng con dâu mới hơn vàng hơn bạc một cây vàng họ cầm giờ chắc cũng ra đồng hết rồi có cây vàng mới bảo sao không thích không quý dùng dằn dỗi ra mặt cứ nhìn thấy chồng là cằn nhằn mấy ngày nay em làm sao thế nhỉ cứ như ai động vào đuôi vậy tôi là người chứ có phải chó đâu mà có đuôi hay cái nhà này coi tôi là chó từ lâu rồi hầu hạ phục vụ các người còn không yên em tự nói chứ ai nói cái lúc cầm tiền của tôi sao mà vui vẻ thế bây giờ con này hết giá trị lợi dụng rồi nên các người coi chẳng ra làm sao đừng nói em đang ghen tị với chị vân đấy nhé chị ấy đang mang thai với lại cũng không ở đây lâu dài Tại sao tôi lại không có thai Là do anh bất tài vô dụng Chỉ có việc ngủ với vợ thôi mà còn không nên hồn Bao nhiêu lần tôi bảo anh đi chữa Mà anh cũng không chịu Anh xấu hổ cái gì nào Em lại nói đến chuyện đó rồi Nếu như tôi có thai Thì tôi cũng sẽ được chiều chuộng như chị ta Anh đúng là kẻ vô dụng Dung mắng chửi một hồi Rồi bỏ ra ngoài Nhìn thấy mẹ chồng bắt đầu không vừa mắt Âm ức đến mức không nhịn được Giờ này mẹ không ngủ Còn ra đây ngắm trăng ngắm sao à Không ngủ được Mẹ sắp có cháu nội nên vui quá ngủ không được chứ gì. Mày làm như tao báo lắm. Bởi vậy nên chiều cả con dâu chiều ra mặt luôn. Chiều làm sao được bằng mày. Thiếu chút nữa là mày lên đầu tao ngồi luôn rồi còn gì. Ăn cơm xong bát không phải rửa, quần áo không muốn giặt. Bao nhiêu việc đổ hết lên đầu con. Không biết là mẹ cưới thêm con dâu hay cưới thêm bà nội nữa. Dù sao thì nó cũng mới đưa cho tao mấy chỉ vàng. Có đối xử với nó tốt một chút cũng đâu có thiệt. Con nào có biết được sợi vàng sợi bạc ấy Nó trông ra làm sao Thế mà quần áo của chị ta Mẹ còn muốn con giặt Mày cứ từ từ xem nào Để vài bữa nữa nó hết ngén Mẹ bảo nó làm Lúc đó chị ta đi chỗ khác rồi Ở đây nữa đâu mà mẹ đòi sai với chẳng bảo Bảo bao nhiêu lần cái tật sồn sồn rồi Mà vẫn chưa chữa được Thôi mày đi ngủ đi Đừng có làm hỏng chuyện của mẹ Cấm mày nói ra nói vào đấy Mặc dù rất ấm ức Nhưng Dung vẫn phải thôi ai bảo số cô ta nhỏ lấy phải người chồng không tháo vát lại không giỏi kiếm tiền cứ sống dựa vào gia đình chồng nên chẳng mong lấy lại số của hội môn đã gửi lúc trước hôm ấy Huy trở về nhà trông mặt anh ta phờ vạc lắm Vân thường chồng đi làm vất vả nên dù người mệt mỏi vẫn xuống bếp nấu món mà anh ta thích nấu có nửa tiếng đồng hồ thôi mà cô ấy tận mấy lần ăn cơm xong Huy gọi Vân vào phòng rồi nói chuyện hình như là có chuyện gì quan trọng lắm Em ngồi xuống đây anh bảo Vâng Bây giờ anh nói chuyện này Em phải nghe theo lời anh Có chuyện gì thế Anh làm em lo quá Em đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm của em cho anh Cả vàng cưới nữa Để làm gì vậy anh Anh muốn đi đầu tư vào dự án này Chắc chắn là có lời Em cứ đưa tiền cho anh đi Vân im lặng Thấy cô không nói gì Nên Huy sốt ruột Sao thế Hay là em không muốn đưa tiền cho anh làm ăn Lúc trước đã nói Hai đứa sẽ phấn đấu Để lo cho con mà Bây giờ có cơ hội em lại im lặng Vàng cưới em đã gửi mẹ rồi Em bị điên à Hôm ấy đã nói là không cần gửi mẹ rồi cơ mà Em lớn đầu thế này rồi Không cầm nổi vài chỉ vàng hay sao Mà còn gửi người này người kia Em đưa mẹ cầm để mẹ yên tâm Em sợ mẹ lại nghĩ chúng ta chi tiêu hoang phí Thế còn sổ tiết kiệm đâu Ngày mai em cùng anh đi rút Tiền tiết kiệm không còn bao nhiêu cả Có lấy ra cũng chẳng đủ để đầu tư đâu Cái gì Em đi làm bao nhiêu năm không dư ra được vài trăm triệu à lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không còn rồi lý do lý do số tiền ấy bốc hơi là gì anh sao vậy sao anh cứ quát em thế anh hỏi rốt cuộc số tiền ấy đã đi đâu lần trước bố em bị bệnh phẫu thuật cần nhiều tiền nên em đã lấy tiền đó để trả viện phí rồi cô bị điên à cô có biết số tiền đó quan trọng với tôi như thế nào không mà cô lại lấy đi trả viện phí bố mẹ cô không có tiền để lo cho sức khỏe của họ hay sao anh mở miệng ra nói những lời như thế mà anh cũng nói được đó là bố mẹ của em thế mà lúc đầu cứ nói hay lắm cô nói cô tiết kiệm được tiền để lo cho con cái bây giờ cô lo hết cho bố mẹ rồi cơ mà thử hỏi khi sinh con ra cô lấy gì lo cho nó em có thể đi làm hơn nữa con là con của hai chúng ta chứ đâu phải mình em chẳng lẽ anh không có trách nhiệm gì tôi không muốn đôi co với cô cô đúng là loại thất hứa huy vùng vằng định bỏ ra ngoài Thể Vân chạy theo giữ tay Huy lại Nói chuyện cho rõ ràng đã Anh nói em thất hứa Em thất hứa ở chỗ nào Em có nói là sẽ đưa tiền tiết kiệm cho anh đâu Đó là tiền mồ hôi nước mắt của em vất vả làm ra Em lo cho bố mẹ em là đương nhiên Thế sao cô không ở giá Mà lo cho bố mẹ cô đi Ôm cả cái thai trong bụng về Cho bố mẹ cô mát mặt Nếu như tôi không cưới cô Thì bố mẹ cô ra đường cũng chẳng dám ngẩng mặt lên mà nhìn người khác Chưa bao giờ Vân nghĩ những lời nói khó nghe như thế lại xuất phát từ miệng của huy tổn thương đến mức bật khóc nức nở. cô im đi ai không biết lại tưởng tôi làm gì cô huy bỏ một mạch ra ngoài mà không quay lại nhìn vợ mình lấy một lần rốt cuộc là vì yêu thương hay vì tiền mà cái đám cưới này được diễn ra vậy suốt cả đêm hôm ấy vân không ngủ được cô suy nghĩ về tương lai sau này với cách cư xử của huy như hiện tại thì liệu cô và con sẽ thế nào Lúc trước cứ bảo vì con phải cố gắng Vì con phải cam chịu Để con có gia đình đầy đủ Trong một môi trường không có chút tia sáng nào Thì con dựa vào đâu để có được hạnh phúc Sáng sớm Khi Vân vừa định ngủ bù một giấc Thì bên trong phòng có tiếng gõ cửa Cô mở cửa Thấy mẹ chồng đang đứng cùng với một chiếc chổi Hôm nay cái dùng nó bị ốm Cô quét sân rồi nấu bữa sáng Mẹ Gì Mẹ có thể giúp con làm được không ạ Con đang cảm thấy chóng mặt quá cô cứ khéo diễn thế sao cái lúc đưa tiền cho bố mẹ cô cô không hoa mắt chóng mặt đi có của thì nghĩ tới bố mẹ mình còn ở cái nhà này định ăn không ngồi rồi à có lẽ cuộc trò chuyện hôm qua giữa cô và chồng mẹ chồng đều đã nghe thấy hết khi biết số tiền tiết kiệm không còn tất cả đều thay đổi thái độ một cách chóng mặt lúc trước biết là họ không ưa gì cô nhưng không nghĩ là lại đến mức này con không dám ở đây ăn không ngồi rồi ngày mai con sẽ trở lại tiệm và tiếp tục làm việc để nuôi nấng bản thân mọi người không phải lo cho con đâu gớm cô tự lo được cho mình thì tốt quá làm như báo lắm không bằng mới chỉ kết hôn có một thời gian mà vân như đặt một chân xuống địa ngục ngày cưới cô hứa với bố mẹ mình là sẽ sống thật hạnh phúc bây giờ cô không thể nào nói với họ cô đang bất hạnh đang đau khổ cô gấp hết đồ đạc để dọn đi không chờ đến ngày mai nữa nơi này vốn dĩ không phải là nơi thuộc về cô nếu như người đàn ông ấy có trách nhiệm thì sẽ chu cấp để nuôi con còn không một mình cô có thể làm tất cả nhưng trước khi đi phải lấy lại số vàng mà mẹ cô cho ngày cưới cô đi tìm mẹ chồng bà ấy đang điện thoại nói chuyện với ai đó cô nghe loáng thoáng vài câu nếu mà biết cái gì nó cũng lo cho nhà ngoại thì đâu có để cho thằng huy lấy nó không khéo sau này nó lấy hết tiền lương của con mình về biếu xén bố mẹ nó bực hết cả mình Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì Chỉ nghe thấy bà ấy phân bua Không phải Phụ nữ lấy chồng là phải theo nhà chồng Lo hết cho nhà chồng chứ Bà chẳng biết cái gì Rồi hậm hực tắt máy Quay qua nhìn thấy Vân đang đứng ở gần Lại có chút giật mình Cô làm gì mà cứ như ma thế hả Hôm nay con sẽ đi Đi thì đi chứ ai giữ Dường như mẹ cũng không có chút quan tâm Để ý gì đến cháu của mẹ phải không cháu tôi nó còn đang trong bụng cô chứ chưa chào đời lúc nào cô sinh được nó ra thì tính ai mà biết được có phải là con cháu nhà này không đợi sau khi cô đẻ đi làm xét nghiệm adn thì nhà này mới nhận nghe nói mấy đứa làm tóc như cô cũng lăng loàn lắm mẹ nói ra những lời ác độc như vậy mà mẹ không sợ à sợ gì tôi chỉ nói sự thật người ta bảo sao thì tôi nói lại với cô như thế thôi chứ tôi có bịa đặt đâu hôm nay con đi rồi mẹ cho con xin lại vàng con đã gửi mẹ ngày hôm trước vàng nào vàng cưới của con mẹ đừng có nói là mẹ quên nha mẹ tôi không quên nhưng không có chuyện tôi trả lại mấy chỉ vàng đó cho cô đó là số vàng con đưa mẹ giữ hộ, bây giờ mẹ nói không đưa lại là sao ạ à? chăng sao cái gì số đó bù vào số tiền làm cỗ bàn ngày hôm cưới của cô rồi phong bì người ta đi có được bao nhiêu đâu mà cô đòi đủ lúc con đưa vàng cho mẹ chính mẹ đã nói sẽ cầm hộ con và không làm thất thoát một phân bây giờ mẹ lại nói như thế là sao ạ à? đừng có dài dòng trình bày lắm nghe nhức đầu tóm lại là số vàng đó đã không còn cô muốn đòi thì đòi thằng huy ấy bảo nó đưa cho vân ấm ức không nói thành lời nếu biết trước chẳng sớm thì muộn cô cũng phải bước chân ra khỏi ngôi nhà này trong ê chề thì cô đã không đưa vàng cho bà ấy rồi đúng là ngu dài cô đi thì đi luôn đi đừng có đứng đấy mà lằng nhằng nữa tôi bận lắm không có thời gian nói chuyện với cô đâu mẹ không trả lại số vàng ấy cho con cũng được coi như đó là số tiền con bỏ ra để mua bài học cho cuộc đời mình. Con mong mẹ sau này không bao giờ phải hối hận vì những gì mà mẹ đã làm, đã nói ra. Vân kéo vali ra ngoài, bố chồng nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã. Nhìn cái dáng vẻ khổ cực của ông mà Vân có thể hiểu được bao nhiêu năm qua ông sống khổ sở thế nào. Ông hiền lắm, chẳng khi nào nói động đến Vân một câu. Biết điều gì đang xảy ra và biết Vân sắp rời khỏi ngôi nhà này mà mắt ông giống lẻ. Vân đi về phía ông bố ơi con xin phép bố con đi làm ạ à? bố xin lỗi con bố chẳng được thông minh như người ta nên luôn lép vế trong ngôi nhà này không thể bảo vệ được con bố đừng nói như vậy ai rồi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình con xin phép bố con đi vân đi ra tới cổng thì bà phương chạy tới chặn cô lại từ từ đã còn chuyện gì nữa vậy mẹ để tôi kiểm tra vali xem cô có mang cái gì của nhà này đi không con không lấy gì cả Nói mồm thì ai mà tin Phải kiểm tra mới biết được Mẹ có cần phải làm đến mức này không Cần, nhà này không giàu Nhưng cũng có của ăn của đẻ Chứ không phải giống như nhà cô ốm không có tiền chạy chữa Phải lấy tiền của con gái Mẹ đừng xúc phạm bố mẹ con Nếu không con sẽ không để yên đâu Không để yên thì cô định làm gì Cô định đánh tôi à Gớm, thành cao lắm không bằng Mà không cho người ta nói động đến lông chân Muốn như thế thì lúc trước còn trẻ tích góp tiền bạc đi để già đổ bệnh tự lo lấy thân không phải dựa vào ai vậy thì con mong mẹ sau này cũng làm được như thế sau này khi mẹ già yếu đừng gọi đến con cái mà hãy lấy tiền tự tích cóp từ lúc trẻ để lo cho mình mày ai rồi cũng có lúc già yếu mẹ ạ à. bố mẹ sinh con ra rồi vất vả nuôi con khôn lớn cho con đi học đàng hoàng con phải báo hiếu cho bố mẹ con còn nếu con người không có hiếu nghĩa thì tiền bạc nhiều đến đâu cũng chỉ là loại vứt đi mà thôi vân đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại Nơi này có gì để cô tiếc nuối cơ chứ Những con người của gia đình này Hoàn toàn không có chút lương tâm nào Vân mở cửa tiệm Đã một thời gian không dọn dẹp Nên mùi bụi bặm khiến cô hát hơi liên tục Đây mới là nhà của cô Là nơi cô vừa có thể kiếm tiền Vừa có thể tạo niềm vui cho mình Mấy năm yêu đương rồi kết hôn Rốt cuộc đổi lại được gì Suýt chút nữa Cô đã tự biến mình thành kẻ thảm bại dưới chân người khác Chẳng lẽ sau khi lấy chồng đến cả một chút tự trọng cũng không được giữ lại con dâu là người hay công cụ dọn dẹp nhà cửa và bòn rút tiền bạc nghỉ ngơi vài hôm vân bắt đầu làm việc trở lại từ hôm cô đi chẳng nhận được cuộc gọi hay lời hỏi han nào từ chồng anh ta phải chăng đang thất vọng thất vọng vì không có tiền đầu tư vào dự án mà anh ta mong mỏi hôm ấy đang làm tóc cho khách thì có hai người đi vào tiệm mặt mũi và cách ăn mặc của họ chẳng khác gì giang hồ trước giờ vân chỉ làm tóc nữ chứ không làm tóc nam bao giờ không biết những người này đến đây với mục đích gì vân còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì một người ngồi xuống ghế còn một người mở tủ lạnh lấy nước tự nhiên cứ như nhà mình xin lỗi hai anh là ai vậy bọn tao là ai thì hỏi thằng chồng của mày là biết chồng tôi không có ở đây hai người tìm anh ấy làm gì nó nợ tiền của bọn tao bọn tao tìm nó để đòi tiền chứ làm gì nhưng mà thằng chó ấy mấy ngày nay không thấy bóng dáng nên mới phải tìm đến đây Mày trả tiền cho nó đi Nếu không đừng hòng làm ăn yên ổn Tôi không nợ nần gì các người cả Ai nợ tiền thì người đó trả Mày nói chuyện buồn cười Mày có phải vợ nó không Mày là vợ nó thì mày phải trả nợ cho nó Không tao đập cả mày lẫn cái tiệm này Tôi báo công an đó Một kẻ lao về phía Vân Rồi bóp cổ cô Hắn ta gầm gừ như con hổ bị bỏ đói lâu ngày Mày báo đi Báo thử đi cho tao xem nào Tao giết cả nhà mày Mày có biết vì sao bọn tao có địa chỉ chỗ làm của mày không? Là thằng chồng của mày cho đấy. Nó bảo nếu nó không trả được thì vợ nó trả, mày cứ liệu hồn. Vân vùng vẫy trong yếu ớt, khách đang làm tóc sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, những kẻ ấy càng tác oai tác quái. Tao ra hạn cho mày trong vòng 3 ngày, hoặc là mày trả số tiền 200 triệu, hoặc là tao sẽ lấy mạng của mày. Khốn nạn, sao lại mắt nhắm mắt mở mà lấy một thằng đàn ông bại hoại cả tư cách, lẫn nhân phẩm của con người vậy không biết. Vân tự trách mình cô không thể nào tin được người đàn ông cô yêu suốt mấy năm lại là kẻ tồi tệ đốn mạn cô gắng gọi điện cho anh ta nhưng không có cách nào liên lạc được cô chưa từng biết mặt mũi số tiền đó ra làm sao thế mà bây giờ người ta bắt cô trả rốt cuộc anh ta có để cho cô sống mà nuôi con không đây vẫn không biết phải giải quyết thế nào hay là cô bỏ trốn nhưng mà lỡ đâu hắn ta còn khốn nạn đến mức cho cả địa chỉ nhà bố mẹ cô cho lũ giang hồ thì sao khi ấy nếu không tìm được cô Chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến bố mẹ cô Cô làm liên hủy họ Thì cô sống sao nổi Báo công an Trong đầu Vân lúc này chỉ nghĩ ra cách đó Chỉ có pháp luật Mới có thể bảo vệ được cô Khỏi lũ đầu trâu mặt ngựa Vân đóng cửa tiệm Rồi đi đến cơ quan công an trình báo Cô không vay tiền Không ký kết vào bất cứ một loại giấy tờ nào cả Không có lý nào phải đứng ra Gánh số nợ không hề nhỏ đó Nửa đêm điện thoại vân đổ chuông liên hồi Cô nhìn vào màn hình điện thoại Còn ngỡ bản thân nhìn nhầm Là Huy đang gọi liên tục Khốn nạn Bây giờ anh đã biết gọi rồi cơ à Bọn chúng đến tìm em phải không Anh vay tiền làm gì Anh vay được thì trả được Cứ sao lại bảo tôi phải đứng ra trả Nếu như anh không trả được Thì anh bảo bố mẹ anh trả Tôi không hề biết một đồng tiền nào Tôi không liên quan gì Cô là vợ tôi Vợ chồng chung sống với nhau Phải có trách nhiệm với nhau chứ Sao cô nói cứ như kiểu người dưng thế tôi không có trách nhiệm trả nợ cho anh trong khi mẹ anh đối xử với tôi không tha gì số vàng cưới tôi gửi bà ấy nhất định không trả lại tôi tôi ốm nghén mà vẫn phải vác mặt đi làm chứ không ăn nổi một bữa cơm nhà anh tốt nhất là anh mau về đây chúng ta làm thủ tục ly hôn tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như dưới địa ngục thế này nữa đừng hòng cô tưởng ly hôn mà dễ à tôi không bao giờ đồng ý trừ khi trả hết số nợ đó cho tôi thì tôi còn xem xét này tôi báo công an rồi cái gì tôi biết chắc chắn anh không phải dùng số tiền đó để làm ăn Anh phá được thì tự trả được Còn không thì ngồi tù đi Vân tắt điện thoại Một chút tình nghĩa cũng không muốn dây dưa với loại người này Cô đang có thai Đứa trẻ trong bụng là con của anh ta Trách nhiệm lại không hề có Chỉ trách cô ngu dại Khi nghĩ rằng gia trưởng không sao cả Miễn là người đàn ông ấy lo lắng cho mình Mấy ngày lặng lẽ trôi qua Dù là những kẻ giang hồ kia Không đến tiệm tìm Vân nữa nhưng vân luôn sống trong phập phòng lo sợ có hôm cô không ngủ được cũng không ăn được cơ thể lả đi vì mất sức vân cố gắng sóc lại tinh thần đứa trẻ trong bụng cần phải có dinh dưỡng để phát triển cô không thể nào cứ ngồi một chỗ vì chuyện này chuyện kia ảnh hưởng tới sức khỏe của con vân với lấy áo khoác rồi đi ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm đi được một đoạn đến chỗ vắng người thì có mấy người đàn ông chặn xe cô chào cô em quá hạn rồi mà không thấy liên lạc gì cho bọn này. Có tiền chưa? Tôi đã bảo các người gọi cho anh ta rồi mà. Nó nghe máy thì bọn này cần đách gì phải tìm cô. Trả hay không trả nói một tiếng. Đừng để bọn này nóng. Tôi xin các người đấy. Tôi không có tiền. Tôi không liên quan gì đến số tiền hắn ta mượn các người cả. Các người tha cho mẹ con tôi đi được không? Tha cho mày? Mày bị điên à? Thế bọn tao lấy tiền đâu mà bù vào? Một kẻ lao về phía Vân giật túi sách. Lúc mở túi ra chỉ có mấy trăm nghìn liền tức giận. Mày đang đùa với bọn tao đi à? Tiền đâu? Hai trăm triệu đâu? Tôi không có tiền thật mà. Tôi cầu xin các người. Những con người đó không hề có một chút nhân tính nào. Họ đẩy vân ngã xuống mặt đất mà kẻ cô đang có thai. Thậm chí một kẻ còn đạp mạnh vào bụng cô. Chúng ta đã nói như thế nào rồi mà mày vẫn còn lì lợm. Hôm nay tao sẽ đánh cho mày ra tiền thì thôi. Xem thằng nào dám cản. Ngay lúc ấy có một người lái xe máy chạy tới hô hoán mấy người làm gì vậy tôi đã báo công an rồi đấy nhá mày là thằng nào mày dám xem vào chuyện của bọn tao à tôi đã báo công an rồi các người đừng có ý đâu mà bắt đạt người yếu thế sau câu nói ấy là một trận ẩu đà kinh hoàng vân trong đau đớn mơ màng nhìn thấy một người đàn ông đang đánh nhau với tận sáu người cô không biết diễn biến tiếp theo ra sao vì cô đã ngất lịm đi đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện còn người ngồi cạnh cô là một người đàn ông nào đó trên mặt đầy những vết bầm tím vân vội vàng đưa tay lên chạm vào bụng mình khi cô chạm vào vết mổ liền hoảng hốt hỏi người đàn ông đó con của tôi con của tôi sao rồi cô bình tĩnh đã con của tôi đâu rồi cô muốn ngồi dậy thế nhưng anh ta nhanh chóng giữ chặt lấy cô cô mới trải qua ca phẫu thuật cô mà ngồi dậy là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy Cô muốn chết trong khi những kẻ kia chưa trả giá à? Vân òa lên khóc nước nở Đứa trẻ mà cô hết lòng muốn bảo vệ Bây giờ đã không còn nữa Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì? Không chịu nổi cú sốc quá lớn này Vân ngất lịm đi Nhìn Vân đau đớn khổ sở Mà người đàn ông kia thực sự không đành lòng Nếu không phải có chút võ để cầm cự Thì có lẽ bây giờ đã nhờ dương Với lũ giang hồ đó rồi Thật may mắn Có người dân gần đó can ngăn rồi công an cũng tới kịp ra tay dã man với một người phụ nữ xứng đáng phải ngồi tù mọt không trên cơ thể chỗ nào cũng đầy rẫy những vết thương chạm nhẹ vào bất cứ chỗ nào cũng đều đau đớn phúc cậu thấy thế nào rồi có cần nhập viện không bạn của phúc đến rồi đưa cho anh ta một ly nước nhìn anh vừa lo lắng vừa bất an chắc là phải nhập viện đi chứ cậu bị thương thế này nó âm ỉ trong người đến lúc mất mạng không biết kêu ai đâu làm gì đến mức ấy Cô ấy vẫn chưa tỉnh à Tỉnh rồi Nhưng khi biết tin mất con Sốc quá lên lại ngất lịm đi Tôi mới bấm chuông gọi cho bác sĩ Phúc vừa nói dứt câu Thì bác sĩ ở bên ngoài đi vào Anh và bạn của mình nhanh chóng ra ngoài Để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Vân Ngồi ở ghế chờ Bạn Phúc vẫn không ngừng lo lắng Cậu dây dưa với đám giang hồ Sợ chúng không để cậu yên Tôi đâu có sợ Không phải lúc nào cũng ngang tàng như thế được chứ bây giờ chẳng lẽ để người gặp nạn mà không cứu hơn nữa còn là người quen người quen là vợ của anh họ tôi vậy anh họ cậu đâu rồi từ lúc cô ấy nhập viện tôi chưa từng thấy anh ta xuất hiện không thấy bất cứ người thân nào cả tôi gọi rồi nhưng không liên lạc được với chồng cô ấy còn gia đình chồng không nói là có tới hay không cái quái gì đang xảy ra vậy tôi không biết nữa từ sau cậu cạch mặt mấy cái thể loại họ hàng ấy đi nhé chơi với họ sớm muộn gì cũng trở thành những con thú không có nhân tính trời ơi cô ấy chịu cú sốc tinh thần lớn như thế này làm sao để vượt qua được đây bất cứ ai trước hoàn cảnh của vân cũng đều cảm thấy thương xót cho cô ấy vậy mà trong lúc vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại thì bà phương đắn đo không biết con nên bán mấy chỉ vàng để mang tiền đến bệnh viện cho vân hay không mẹ nó chứ đúng là nuốt mấy chỉ vàng của nó cũng không trôi mà đang yên đang lành thì phải vào bệnh viện Dùng đứng ngay bên cạnh Suy nghĩ một lát rồi hùa vào Mẹ cứ đem cắt mấy chỉ vàng ấy đi Dù sao đứa trẻ trong bụng cô ta cũng mất rồi Cô ta không liên quan gì đến nhà mình nữa Thì việc gì mẹ phải lo Ở nhỉ Lo là lo cho cháu nội Mà bây giờ nó bất cần, Làm mất cháu của nhà này rồi Thì cần gì phải lo cho nó nữa Sống chết mặc bay Kệ cha nhà nó Gọi bố mẹ nó đến mà chăm Đúng rồi đó mẹ Dùng nói ra mấy lời đó mà không hề nghĩ đến thân phận của mình cũng là người ngoài đến làm dâu trong gia đình này rồi một mai thì cô ta có chuyện chắc chắn họ cũng sẽ không lo thế mà cùng cảnh lại nói ra những lời chẳng khác gì một con rắn độc liệu rằng có một lúc nào đó cô ta chợt nhận ra mình đã sống quá khốn nạn không qua đến ngày hôm sau vân mới tỉnh lại cô không thể nào chấp nhận được việc mình đã mất con cô cứ khóc mãi thôi chẳng chịu ăn uống gì cả phúc vẫn ở trong bệnh viện để chăm sóc cho vân cô ăn một chút gì đi công an đã bắt được mấy tên ấy rồi bọn chúng có bị bắt thì con tôi đâu có quay trở lại được vân đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng không từng từ từng chữ phát ra trong sự bần thần con ơi con đang ở đâu cô phải nghĩ đến bố mẹ mình họ sẽ ra sao nếu như nhìn thấy cô không thiết sống nữa đưa trẻ mất đi là điều không thể nào thay đổi Cô phải thật mạnh mẽ để trả lại cho những kẻ đã làm cô và con cô âm dương cách biệt gấp trăm gấp ngàn lần. Những lời lẽ của Phúc khiến cho Vân như có thêm sức mạnh. Đúng vậy, nếu như cô chết đi, rồi những kẻ đó chắc chắn sẽ vui lắm, cô không thể nào tha thứ cho bọn họ được, có chết cũng phải lôi bọn chúng chết cùng. Vân không dám gọi cho bố mẹ để nói về tình trạng của cô, bố mới làm phẫu thuật không bao lâu, sức khỏe chưa ổn định, mẹ trước giờ có khỏe khoắn gì đâu nếu biết chuyện này chắc hẳn ông bà sẽ rất sốc vân âm thầm chịu đựng một mình cũng may cô được phúc chăm sóc cả cuộc đời này cô mang ơn người đàn ông ấy nếu có cơ hội cô nhất định sẽ báo đáp vân không hề nhận ra người đàn ông này chính là người đàn ông đã đỡ cô lúc cô suýt ngất vì sửa đống chén bát anh cũng không nói suốt một tuần ở bệnh viện từ bữa cơm bữa cháo đều là Phúc mang tới. Hôm ra viện vẫn là Phúc lấy xe chở Vân về tiệm. Một người đàn ông xa lạ nhưng lại tử tế gấp trăm, gấp ngàn lần người có khao khát lấy làm chồng trong suốt mấy năm qua. Có cay đắng nào bằng? Cô ổn chứ? Có tự chăm sóc được cho bản thân không? Nếu không được thì tôi chạy qua trải lại lo cơm nước cho mấy ngày. Thôi không cần đâu, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Tôi giúp cô thì sẽ có người khác giúp tôi thôi cô không cần phải bận tâm tôi mang ơn anh nhất định tôi sẽ tìm cách để trả lại ân tình này nếu muốn trả thì trước tiên cô phải thật khỏe mạnh đi đã nhớ ăn uống đầy đủ tiệm không thể đóng cửa mãi sợ khách sẽ quên vân lại chưa thể tiếp tục với công việc nên cô tìm người làm một thời gian vừa lại để ổn định sức khỏe vừa là để ổn định tinh thần vài ngày sau vân thuê một cô gái tên trâm vân lặng lẽ đến tòa án lục đơn ly hôn cho dù người đàn ông đó có ký hay không đều không quan trọng con đã không còn anh ta không là gì trong cuộc đời của cô nữa từ tòa án trở về nhà cô thấy bố chồng ngồi ở trước bậc thềm từ lúc nào định bỏ đi để tránh mặt ông nhưng ông đã kịp nhìn thấy cô vân ơi trên tay ông là ít trứng gà ông ấp úng bố đến thăm con ông đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt sắp rơi xuống bố xin lỗi con Lẽ ra lúc con ở bệnh viện Bố phải đến chăm sóc cho con Bố xấu hổ quá Bà ấy khóa cửa nhốt bố ở trong nhà Bố không ra được Vân nhìn bố chồng chăm chú Có khi nào bố nghĩ đến chuyện Tự giải thoát cho mình không Bố có thể sống với bà ấy cả đời này sao Con thực sự nể bố quá Bố chịu đựng giỏi như vậy Bố già rồi Chẳng biết sống được mấy nữa Thôi thì coi như kiếp trước Bố nợ bà ấy Kiếp này bố nợ con, nợ cháu nội của bố. Ông khuỵ hai đầu gối xuống. Bố thay mặt cả nhà, khẩu xin con tha thứ. Vân vội vàng đỡ ông ấy đứng dậy. Bố đừng làm thế, con không gánh nổi đâu. Ngoài xin con tha thứ là bố không biết làm gì nữa. Bố chẳng có gì để bù đắp cho con. Con không cần đâu bố à. Những người hành hạ con sẽ phải chịu quả báo. Con không bao giờ tha thứ cho họ. Ông Phong biết là dù mình có làm gì cũng không thể khiến Vân nguôi ngoai. Chỉ có thể dúi vào tay cô mấy quả trứng gà rồi vội vã bỏ đi. Trên đường trở về, không biết bao nhiêu lần đưa tay lau nước mắt. Gương mặt buồn bã rồi dáng vẻ khổ sở của bố chồng cứ ám ảnh Vân mãi. Cô chỉ mong sao ông có thể thoát khỏi nơi đó rồi sống cuộc đời của riêng mình. Trong mắt họ chỉ có tiền thôi. Đêm hôm ấy, Vân chằn chọc mãi mới ngủ đi được một lúc. Trong giấc mơ, cô thấy một đứa trẻ lon ton chạy đến bên mình. Nó thậm chí chẳng có nổi một bộ quần áo, nhìn thương lắm. Khi cô vừa giơ tay định bế nó thì giật mình tỉnh giấc. Cô òa à lên khóc nức nở. Phải chăng đứa trẻ cô gặp trong giấc mơ là đứa con xấu số của cô? Tiếng khóc của Vân khiến chị Trâm đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Khi nghe Vân nói về giấc mơ, chị ôm lấy Vân rồi vỗ về em đến chùa xin gửi bé đi để con hàng ngày được nghe kinh con sẽ sớm được đầu thai bây giờ con đang lang thang chưa có trốn về nên mới về tìm em nghe chị trâm nói như vậy vân lại càng khóc nhiều hơn càng tự trách bản thân mình nhiều hơn chị an ổi cô số phận đứa trẻ ngắn ngủi em càng không muốn con rời xa em em càng lưu luyến con càng khổ nghe lời chị mai chị đưa em đến chùa trâm đưa tay xoa mái tóc rối bời của vân thương vân lắm hai người chỉ mới quen biết một thời gian không lâu nhưng khi tiếp xúc với vân thì trâm thấy cô là một người rất dễ gần tử tế chẳng hiểu sao những người tốt lại thường gặp không may ngày hôm sau vân cùng trâm đi chùa cầu xin cho con của cô sớm ngày được siêu thoát cô không đem những lời thù hận nói cùng con chỉ mong con đi thật thanh thản còn cô ở lại ôm bao nhiêu đau khổ cũng được. Sau đó, hai người cùng về tiệm. Từ xa, cô thấy bóng người quen thuộc. Lúc nhìn rõ kẻ đó, cô ngay lập tức xuống xe, lao về phía anh ta. Thẳng khốn! Anh còn dám vác mặt đến đây à? Anh xin lỗi. Anh ta ăn mặc rách dưới, chẳng khác gì kẻ ăn xin, dầu dìa rậm rạp. Nếu không phải anh ta quá quen thuộc với mình, thì Vân cũng chẳng nhận ra nổi. Em cho anh vào nhà, anh nói chuyện với em. Tôi không có gì để nói với anh hết. Anh xin em đấy, em cho anh cơ hội để anh giải thích. Anh không muốn như vậy đâu, Vân à. Nếu anh không bỏ trốn, bọn họ sẽ giết chết anh. Anh thậm chí chẳng còn mạng mà tìm về với em. Kể cả anh chết cũng không liên quan đến tôi. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, em đừng như thế mà. Cút. Vân, tôi bảo anh cút. Vân chạy vào trong nhà lấy cây gậy cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu Cô lao ra thì Huy đã chạy mất dạng Nếu như anh ta còn đứng ở đó Thì cho dù phải đi tù Vân sẽ đập gãy chân của anh ta Không có bất cứ từ ngữ nào Có thể nói hết sự căm phẫn trong lòng cô Suốt một tháng qua Không ít lần Vân nghe người ta bàn tán Về những thói hư tật xấu của Huy Anh ta chơi bài bạc trên mạng Rồi mới dẫn tới nợ nần chồng chất Bây giờ quay lại tìm Vân chỉ có một mục đích duy nhất là muốn cô trả nợ cho anh ta cho dù cô có là kẻ ngốc đến mức nào thì cũng không bao giờ trả nợ cho kẻ bài bạc vài lần cơ quan công an mời cô đến làm việc để xác nhận cô không hề liên quan gì đến khoản nợ ấy trước sau gì anh ta cũng bị triệu tập thôi một kẻ tệ nạn của xã hội sao thoát khỏi lưới trời vẫn chưa bắt hết được những kẻ khiến cho vân mất con vân vẫn tin vào công lý chắc chắn bọn chúng sẽ phải trả giá không dựa dẫm gì được vào vân huy chạy về nhà tìm mẹ mình phải mất tới vài phút bà phương mới có thể nhận ra đứa con trai mà bà ta trông mong nhiều nhất trời ơi là trời sao con lại ra nông nỗi này cả tháng qua con đã đi đâu vậy mẹ gọi cho con không được mẹ muốn con ở nhà thì mẹ trả nợ cho con đi mẹ nếu không chúng nó sẽ giết chết con mất nợ gì con làm kỹ sư xây dựng thiếu gì tiền mà phải vay nợ Mẹ còn chưa xin con được đồng nào Mẹ có tiền không Mẹ đưa cho con 500 triệu đi Con bị điên à Ở đâu mà mẹ có số tiền lớn như thế Mẹ có muốn mất con không Mẹ có muốn con chết không Đừng có mà nói gở mồm Sao mẹ lại muốn con chết được Nếu không trả nợ cho con Thì con sẽ chết thật đó Nhà mẹ đưa cho con 500 triệu đi Giờ mày có giết mẹ Thì cũng không có 500 triệu đâu Mày nghĩ cái nhà này giàu lắm hay sao Trời ơi là trời Sao cái số tôi nó khổ thế này Đứa con khôn cũng làm tôi khổ Mà đứa con dại cũng làm tôi khổ Mẹ đừng than vãn nữa Nếu mẹ không có tiền Thì mang sổ đỏ đi cầm cố đi Chẳng lẽ mẹ nỡ nhìn con chết Con ơi là con Con làm gì để đến ra nông nỗi này à con Con đánh bài Cái gì Trời ơi mẹ đừng có gào lên nữa Con biết là con sai Sau này con không chơi bời gì cả Con tu trí làm ăn Con sẽ trả hết nợ cho mẹ Lúc này bố huy lấy cái gậy rất to ra để đánh huy dám vẻ ông khắc khổ cầm cái gậy cũng không chắc bố định làm gì thế huy nhìn ông với vẻ mặt đầy khó chịu rồi hỏi hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày phải cho mày biết thế nào là đúng thế nào là sai bây giờ không phải là lúc dạy dỗ đâu để khi con bảo toàn được tính mạng này thì bố nghĩ đến chuyện đó mày bây giờ bố mẹ lo tiền cho con đi vay mượn hay bán đất cắm sổ tùy dù sao thì lúc trước con đi làm có tiền con cũng gửi biếu bố mẹ thường xuyên còn gì bây giờ con lâm vào bước đường cùng này chẳng lẽ bố mẹ không giang tay cứu vớt bà phương như chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo tay áo của huy hay là con gọi cho con vân đi xem nó lo được đồng nào không chứ một mình bố mẹ thì làm sao mà lo kịp con vừa ở chỗ cô ta về cô ta còn định vác gậy đuổi đánh con kìa con dành con láo toét mẹ trách gì cô ta cái lúc cô ta nằm viện sao mẹ không đến thăm chăm non gì nó có giữ được con đâu mà chăm mà không hiểu nó đắc tội với ai lại bị người ta đánh nhỉ đúng là cái thứ chẳng ra gì hay là đi dòm ngó chồng người khác không biết là do con trai mẹ gây ra đấy mẹ ạ à. là sao đó là chủ nợ của con tại vì con bảo nếu con không trả được thì tìm cô ta nên bọn chúng mới tìm tới trời ơi là trời vậy là chính mày giết con của mày hả huy mẹ đừng nói khó nghe như thế con cũng có muốn như vậy đâu tao cho mày đi ăn học đàng hoàng bỏ tiền ra để mày có công việc ổn định thế mà bây giờ mày lại bài bạc nợ nần báo nợ cho mẹ mày mày đúng là thằng không ra gì mẹ chửi cho chán đi có chửi mấy thì cũng không thay đổi được sự thật con là con trai của mẹ hay mẹ muốn đầu bạc tiễn người đầu xanh thì tùy từ nay đến mai mẹ phải lo tiền cho con nếu không thì trở về con chỉ còn mỗi bộ xương trong chiếc quan tài thôi đó huy lại tiếp tục lẩn trốn biết đâu được chỉ một lát nữa những kẻ kia sẽ tìm đến đây thì sao bà phương nhìn trước nhìn sau trong lo sợ rồi ngồi sụp xuống nền đất chồng bà ấy đứng ở bên cạnh ngao ngán lắc đầu bà gọi người đến bán miếng đất phía sau nhà đi lấy tiền mà trả nợ cho nó bà phương cứ thế dấm dứt khóc chồng bà không chịu được mà quát toáng lên bà còn khóc cái gì đây chính là quả báo là quả báo bà biết chưa bà sống với ai cũng không phải nên bây giờ bà mới phải khổ Ông nói như thế mà nghe được à Lúc nào bà cũng coi thường tôi Chỉ vì tôi không bằng người nọ người kia Trong cái sự so sánh của bà Rồi đến khi bà có con dâu Đứa bà thương đứa bà ghét Bà còn tìm đủ mọi cách để lấy tiền của nó Không lấy được thì bà chửi bới bà đuổi Đến khi nó bệnh tật nằm ở bệnh viện Bà còn không thèm đến thăm Cũng không cho tôi đi Bà ác lắm Ông bênh một đứa ngồi ngoài còn hơn cả vợ con ông à Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này Tôi ra đi hai bàn tay trắng Không cần bất cứ thứ gì cả Nhà này để cho mẹ con bà Muốn làm gì thì làm Bà Phương cười phá lên Còn đưa tay vỗ vào đùi một cái Ông á, ông bỏ nhà đi Ông bỏ nhà đi thì ông lấy cái gì mà ăn Lắm chuyện Tốt nhất ông vào trong nhà ngồi im cho tôi nhờ Ông Phong đi vào trong nhà Bà Phương nghĩ chồng nghe lời mình Nhưng không, một lát sau ông ra ngoài Cùng với chiếc ba lô đã cũ Đứng trước mặt vợ ông lộn túi quần rồi bỏ cả ba lô xuống nền đất đây bà kiểm tra đi tôi không lấy một đồng một cắc trong cái nhà này rồi ông phong nhặt hết quần áo bỏ lại vào trong ba lô ông không muốn ở lại đây nữa đi một mạch không hề ngoảnh lại trước thái độ kiên quyết này của chồng mà bà phương không thèm tỏ thái độ gì cả thậm chí còn cười cợt dung mới về đến nhà nghe tiếng bố mẹ cãi nhau nhưng không dám tới đến khi ông phong bỏ đi dung mới lại gần phía bà phương Mẹ, sao mẹ không giữ bố lại? Ông ấy muốn đi đâu thì đi, không có gì ăn, phải mò về ngay ấy mà. Ông ấy không có nhà, mày đỡ phải nấu cơm, giặt quần áo và nấu ấy Có cái gì đâu mà phải thắc mắc. Trước giờ, bố chưa từng ra ngoài làm ăn, còn sợ bố lạc đường. Không phải sợ, dám đi ra mới lạ. Lúc này, thì khoản nợ 500 triệu treo trên đầu mới khiến cho bà Phương bận tâm. Chuyện này, Dùng vẫn chưa hề hay biết, vì khi nãy, hai vợ chồng đi qua ngoại, Bà Phương định nói chuyện sẽ bán miếng đất ở phía sau cho Dung nghe nhưng rồi lại thôi cứ âm thầm làm cho chắc Trước khi đi hỏi ông Phong có tìm đến Vân một lần ông đứng ở ngoài cửa tiệm chờ cô rất lâu Vân đang ở trong tiệm làm tóc cho khách nên chẳng để ý bên ngoài Mãi về sau khi chị Trâm nhìn thấy mới nói với Vân Khi cô đi ra ngoài thì lưng áo của bố chồng đã ướt đẫm vì trời nắng nóng Cô vội vàng mang một ly nước mát ra ngoài Rồi đưa ông vào bóng dâm Sao bố lại ngồi ở đây Bố không gọi con một tiếng Con ở trong làm tóc cho khách nên không biết Bố thấy con đang bận Nên là bố không muốn làm phiền con Bố đến đây có việc gì không bố Ông Phong lấy chiếc túi vải đưa cho Vân Ông gói cẩn thận lắm Con cất đi Bố phải đi rồi Sau này bố con ta chắc chẳng có cơ hội gặp lại Con phải sống thật tốt nhé vần mở ra thì thấy bên trong là năm chiếc nhẫn bằng vàng. Sao bố lại đưa vàng cho con? Đây là vàng của con, bà ấy lừa lấy mất của con, bố phải có trách nhiệm trả lại. Con không dám nhận đâu ạ. À? Con cầm lấy đi, đây là số vàng bố tích cót từ ngày xưa đến giờ, con giữ mà phòng thân lúc ốm đau. Bố đi đâu vậy bố? Bố có ông bạn từ thời xưa, bây giờ đang ở trên rừng, bố liên lạc với ông ấy rồi, bố sẽ lên đó ở. Nhưng mà sức khỏe của bố đâu có được tốt Bố lên đó Lỡ thời tiết không phù hợp Bố ốm thì sao Sống chết có số còn à Bố không muốn ở đây mãi Bố không muốn gặp lại hai mẹ con bà ấy nữa Vân chỉ lấy một chiếc nhẫn Rồi rúi vào tay bố chồng bốn chiếc còn lại Con còn trẻ Con đi làm kiếm tiền được Bố giữ lấy để phòng lúc ốm đau Không được Đây là vàng của con Bố thay mặt bà ấy trả lại cho con Giảng co qua lại một lúc thế cuối cùng ông phong cũng phải cầm bốn chiếc nhẫn vì vân nhất quyết không lấy con chỉ lấy lại một chỉ thôi con hy vọng bố sẽ có cuộc sống yên bình những ngày tháng sau này bố giữ liên lạc nhé để con biết bố vẫn còn khỏe thôi bố đi đây kiểu muộn xe con không phải lo gì đâu vùng cao bây giờ cũng phát triển lắm không thiếu cơm gạo cho bố ăn không thiếu công việc để bố làm ông phong đi rồi vân vẫn đứng ở đó nhìn theo rất lâu ngay ở cái tuổi gần đất xa trời mà người ta vẫn muốn rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới thì chẳng có lý do gì người trẻ như cô cứ ôm lấy cái quá khứ rồi gặm nhấm trong đau khổ sau vài ngày giao bán đất đã đến tay vợ chồng dung dung kéo tay thắng mẹ đang giao bán đất kìa anh không mau hỏi đi hỏi thế nào bây giờ sao mà anh kém thế hỏi mẹ bán đất để làm gì dung dục mãi thắng mới chịu đi sau đó dung đi theo thắng luôn thấy chồng ấp a à, ấp ống không chịu nói nên dùng hỏi luôn con nghe nói là mẹ đang giao bán đất mẹ bán đất để làm gì vậy hả mẹ đất của mẹ thì mẹ bán bây giờ mẹ làm gì cũng phải báo cáo với hai đứa à nhưng chúng con là con của mẹ mẹ phải nói cho chúng con biết chứ ạ à? mẹ bán đất để trả nợ cho thằng huy thế thì mẹ cũng phải chia cho vợ chồng con một nửa ơ ừ, cái con này đất của mẹ mắc gì phải chia cho chúng mày thế tại sao mẹ lại dùng số tiền bán đất để trả hết nợ cho anh huy anh thắng cũng là con của mẹ mà chừng nào nó nợ tiền đi thì tính mẹ nói nga ngựa quá mày im đi con dâu cũng chỉ là người ngoài chứ có phải bà nội tao đâu mà đòi góp ý thì ra bao nhiêu lâu nay mẹ luôn coi con là người ngoài vậy mà mẹ nói con là con gái của mẹ tất cả chỉ là dối trá mày hay con vân cũng chỉ như nhau thôi chỉ có thằng huy và thằng thắng là con đẻ của tao chúng mày cảm thấy ở được thì ở không ở được thì biến tao lấy vợ khác cho con tao mấy hồi Bây giờ đất đang có giá Bán đi một đám, thiếu gì đứa bâu vào Dung quay phát qua nhìn Thắng Anh nghe mẹ anh nói gì chưa Mẹ anh chỉ coi tôi là người ngoài thôi Bây giờ anh nói đi, anh đi cùng tôi Hay ở lại cái nhà này Bà Phương đẩy Dung một cái rõ mạnh Con danh con, mày dám xui con tao bỏ nhà đi hả Thắng vội vàng đỡ lấy vợ Cái nhìn dành cho mẹ đầy sự chán nản Con thực sự không muốn ở trong cái nhà này nữa Mẹ muốn làm gì thì làm Hai vợ chồng con ra ở riêng Mày làm gì có đất mà đòi ở riêng Hai đứa chúng mày định đi thuê nhà trọ Ở giặt dẹo như những đứa ăn mày ấy hả Cho dù có phải đi ăn mày Con cũng không xin mẹ Thắng và Dung đi rồi Trong nhà chỉ còn lại mỗi mình bà Phương ấy thế mà sự cô quạnh Vẫn không làm cho bà ta tỉnh táo ra chút nào Thậm chí còn đi thẳng ra quán Đánh chén một bữa no nê Rồi mới trở về Đúng là cái lũ ngu rốt Sướng mà không biết đường hưởng Chúng mày biến hết đi để bà mày ăn sung mặc sướng cho bõ cái công người ta bàn tán về chuyện nhà bà phương dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có người nói đến tai vân cô nghe nhưng không để ý gì cả chuyện gì tới cũng phải tới thôi hôm nay cô nấu cơm mời phúc tới nhà ăn từ ngày được anh giúp đỡ trong bệnh viện cô chưa mời anh được bữa cơm nào tử tế cả trâm giúp vân nấu nướng món nào chị cũng biết làm cả sau này ai mà lấy được chị chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm xong xuôi hai chị em ngồi chờ khách tới trâm nhìn đồng hồ cậu ấy có tới không nhỉ khá muộn rồi đấy em cũng không biết nữa vừa nói thì phúc tới anh đi cùng với bạn của mình hai người mang tới nào là trái cây nào là bánh kẹo cảm tưởng như vân có thể mở hàng tạp hóa đến nơi vân và trâm ra đỡ phụ cho họ sao hai người mang nhiều đồ quá vậy không biết hai chị em thích ăn gì nên mua mỗi thứ một chút mấy cái này để lâu cũng được đấy không sợ hỏng đâu bạn của phúc và trâm đều là người hướng ngoại nên nói chuyện hợp lắm Vân với Phúc lại khác một chút Thì thoảng mới nói với nhau vài câu Một lát Trâm thắc mắc Sao anh Hoàng với anh Phúc chơi được với nhau vậy Một người nói nhiều Còn một người cả tiếng mới nói được một câu Hai người chẳng khác gì hai thái cực Đấy là quy luật bù trừ em ạ à. Thế thì sau này Anh phải lấy một cô vợ giống như anh Phúc vậy Nhưng nếu như lấy được một người vợ hoạt bát giống như em Thì chắc chắn nhà cửa sẽ rất vui Trầm ngượng ngùng quay mặt đi Cơ nghĩ là trêu người ta nhưng cuối cùng bị chọc lại. Bữa cơm hôm ấy rất ấm cúng, nhìn mọi người nói cười vui vẻ, Vân chỉ im lặng. Cô vẫn chưa thể buông bỏ được lớp áo ảm đạm đã khoác lên người từ ngày cô mất con. Từ chỗ Phúc đến chỗ Vân không xa, nếu như đi bộ cũng chỉ mất 10 phút là tới, nhưng Vân và Phúc rất ít gặp. Một phần vì quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, phần còn lại, Phúc không muốn Vân phải chịu tai tiếng về sự có mặt thường xuyên của mình. Đôi lúc anh muốn hỏi thăm tình hình của cô thế nào Người nhà chồng có tới làm phiền đến cô không Nhưng rồi lại thôi Cô mạnh mẽ như vậy Chắc chắn là có thể lo tốt cho bản thân Người ta nói Thời gian là liều thuốc tốt nhất Để chữa lành những vết thương lòng Nhưng dường như đối với Vân lại là ngoại lệ Dù đã qua một năm Nhưng cô vẫn đau đáu nghĩ về những điều đã diễn ra Và đứa con tội nghiệp Có thế nào vẫn phải sống tiếp Vẫn phải mạnh mẽ để bố mẹ an lòng nhìn những kẻ xấu xa kia phải trả giá hôm ấy đi chợ vân vô tình gặp người quen cũ là cô lúc trước sống ở gần nhà huy nhìn thấy vân cô liền gọi rồi hỏi vân phải không đúng là vân rồi bảo sao nãy giờ cô nhìn thấy quen quá vân cười hưởng cháu chào cô cô ấy kéo tay vân vào một góc rồi thủ thỉ mày biết tin gì chưa bà phương bà ấy bán gần hết đất rồi ông phong rồi vợ chồng thằng thắng cũng bỏ đi rồi bán đất để trả nợ cho thằng huy nhưng mà nghe đâu trả nợ xong nó lại tiếp tục lao vào con đường bài bạc nên nợ nữa rồi cuộc sống của họ thế nào không liên quan gì đến cháu cô ạ à. cũng phải nghe đồ là mày ly hôn với nó rồi đúng không cháu vâng mừng cho mày chứ mà cứ ở cái nhà đấy thì sớm muộn gì chẳng ra đường hai mẹ con nhà nó ai cũng có máu bài bạc vậy thôi cô đi nha con gái cô nó đẻ nên là phải đến đây chăm nó vài tháng vâng cô đi ạ à. Cô ấy đi rồi, Vân đứng im lặng rồi thoáng qua suy nghĩ, cô có nên cảm thấy vui mừng khi nhìn họ tan đàn xẻ nghé không? Chắc hẳn người đàn bà ấy, dù chỉ là một chút thôi, cũng đã cảm thấy cảm giác chia ly là thế nào. Từ ngày gửi con vào chùa, một tháng hai ba lần, Vân đến chùa tục kinh niệm Phật cho con và cũng là cho chính bản thân mình. Cô tìm thấy sự thanh tịnh mỗi khi đến chùa và khi nói chuyện với sư thầy cô đã giác ngộ ra nhiều điều. Nếu như có thể buông bỏ được thù hận xuống thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết bao. Không tha thứ cho họ cũng được, nhưng đừng vì căm ghét họ mà biến mình trở thành người xấu. Vân vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, dù đến chết cô cũng không bao giờ quên những gì họ đã làm, đã đối xử với cô. Hai tử tha thứ, quả thực quá xa vời. Chỉ là cô sẽ không tìm đến họ không tự mình khơi lại oán hận dạo gần đây có một cô rất hay đến tiệm của vân để làm đẹp hôm thì cắt tóc hôm lại gội đầu tuần nào cũng phải ghé đôi ba lượt cô đi gội đầu ở nhiều chỗ rồi mà không ở đâu khiến cô thoải mái như ở chỗ cháu đúng là tìm được chân ái mà thành ra là cô không muốn về nhà luôn nhà cô cách đây xa không ạ à? con trai cô ở gần đây đi xe máy có mấy phút đấy mà dạo này nó ốm yếu quá chắc là bận rộn không có thời gian ăn uống nên cô phải đến kèm anh ấy thật may mắn vì có mẹ quan tâm cũng đau lòng lắm cháu ạ à. nó đã sắp 30 tuổi đầu rồi mà nhất định không chịu lấy vợ cứ nhắc đến là nó chối đây đầy đợt này cô đến đây mục đích cũng là để xem nó có quen biết qua lại với ai không ở cả tháng rồi chưa thấy có đứa con gái nào đến nhà bao giờ cũng có thể là duyên chưa tới đó cô chuyện tình cảm không thể gượng ép thế cháu đã có gia đình chưa nghe đến hai chữ gia đình mà lòng vân thắt lại cháu ly hôn rồi cô ạ à. cô xin lỗi nha cô không biết dạ không sao đâu cô lát nữa làm cho cô bộ móng luôn nha mai cô đi ăn sinh nhật vâng không biết có việc gì mà phúc ghé qua tiệm tìm vân một năm qua Thì thoảng anh cũng ghé qua đôi ba lần chủ yếu là để hỏi thăm xem vân có ổn không có cần anh giúp gì không thấy mẹ đang làm móng phúc hơi giật mình cứ như anh vừa làm điều gì đó mờ ám bị mẹ phát hiện ơ ờ, phúc sao con lại ở đây còn đến đây cắt tóc à chợt nhận ra có gì đó sai sai nên mẹ phúc hỏi lại vân mà đây là tiệm tóc nữ phải không cháu vâng à thế con đến đây làm gì cô ấy là bạn con con đến gặp hỏi cô ấy có chút việc thôi nghe phúc nói như vậy mẹ anh cười tươi lắm thế là hóa ra có duyên mà bạn con khéo tay lắm làm cái gì cũng khiến cho mẹ hài lòng vân chẳng biết phúc tới là vì có chuyện gì phúc cảm thấy may mắn vì hôm đám cưới vân mẹ anh không có ở nhà nên không dự đám cưới được chứ nếu bây giờ bắt gặp vân chắc chắn sẽ hỏi nhiều thứ lắm rồi lại động chạm đến nỗi đau của cô mẹ anh là người thích đi du lịch một năm di chuyển từ trong nước ra nước ngoài không biết bao nhiêu lần anh chỉ lo cho sức khỏe của mẹ Chứ còn vấn đề tiền bạc không quan trọng Tối hôm ấy Khi Phúc đi làm về Thì mẹ anh đã kéo tay anh ngồi xuống ghế Mẹ chờ con mãi Sao hôm nay con về muộn thế Con tăng ca Mẹ để con đi tắm đã Tắm rửa gì để sau đi Con ngồi đây mẹ hỏi chuyện Chuyện gì vậy hả mẹ Con bé Vân ấy Nó là bạn thân của con à Cũng không phải thân lắm Sao hai đứa lại quen nhau Chuyện này mẹ hỏi để làm gì thì mẹ quý con bé nên tò mò hỏi thôi Nếu như mà con bé chưa lập gia đình Thì tốt quá Còn trẻ như thế mà đổ vỡ trong hôn nhân Thật là đáng thương Đúng là cô ấy có hoàn cảnh rất đáng thương Con là bạn của con bé Thì sau này thường xuyên lui tới Giúp đỡ cho người ta nhé Một thân một mình bon chen ở nơi này Không dễ dàng con ạ à? Vâng Phúc kể mọi chuyện cho mẹ nghe Khi biết chuyện bà Thanh đã vô cùng phẫn nổ thật không thể chấp nhận được nếu con bé là con gái mẹ thì nhà đó rách mặt mẹ bình tĩnh đi con tin rồi họ sẽ phải trả giá nghĩ đến vân mà bà thanh thơ thần cả mấy ngày thương lắm vân luôn là cô gái mạnh mẽ cô có thể tự mình làm mọi thứ mà không nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào ai dù sao thì tự thân vận động vẫn là tốt nhất vân cố gắng làm việc mỗi ngày vừa là để cho bản thân không rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh vừa là để có thêm một khoản lo cho bố mẹ cũng may là thoát khỏi gia đình đó sớm chứ nếu cứ dây dưa thì cô chẳng biết cuộc đời sau này sẽ đi về đâu bà thanh chẳng muốn về nhà đi ra đi vào mà vô tình gặp bà phương là thấy khó chịu trong lòng rồi thủ xếp hết quần áo đồ đạc để đến ở với phúc dạo này phúc cứ đi sớm về muộn bà thanh đâm ra lại lo không biết ở cửa hàng có xảy ra chuyện gì không hay là lại dính phải lô hàng lỗi Hôm đấy chờ mãi Đến tận 10 giờ Phúc mới về nhà Bà Thanh chẳng ngủ được Cứ đi ra đi vào ở ngoài sân Phúc nhìn mẹ lại thấy có lỗi Mẹ ơi sao mẹ không ngủ Mẹ ở ngoài này làm gì Sương gió lạnh độc hại lắm Mẹ thấy con chưa về Nên mẹ chẳng ngủ được Sao dạo này con hay về muộn thế Con mới nhập lô hàng lỗi mẹ ạ Trời thế giờ giải quyết được chưa Mà sao con không nói gì với mẹ con tự lo được mẹ à Khổ thân con tôi Thôi mẹ vào nhà nghỉ ngơi sớm đi Con đi tắm rồi nghỉ luôn Thế con đã ăn uống gì chưa Con chưa Mẹ để phần cơm con ở dưới bếp Tắm xong ăn rồi hãng ngủ nhé Vâng Nhìn theo bóng lưng của con Mà bà Thanh càng cảm thấy thương hơn Mỗi lần vất vả như thế này Về nhà lại chỉ cô quạnh một mình Trong căn phòng lạnh lẽo Phúc nhìn mẹ lại thấy có lỗi mẹ ơi sao mẹ không ngủ mẹ ở ngoài này làm gì sương gió lạnh độc hại lắm mẹ thấy con chưa về nên mẹ chẳng ngủ được muộn thế con mới nhập lô hàng lỗi mẹ ạ à. mà sao con không nói gì với mẹ con tự lo được mẹ ạ à. khổ thân con tôi thôi con đi tắm rồi nghỉ thế con đã ăn uống gì chưa con chưa mẹ để phần cơm con ở dưới bếp tắm xong ăn rồi hãng ngủ nhé vâng nhìn theo bóng lưng của con mà bà thanh càng cảm thấy thương hơn mỗi lần vất vả như thế này về nhà lại chỉ cô quạnh một mình trong căn phòng lạnh lẽo phúc nhìn mẹ lại thấy có lỗi mẹ ơi sao mẹ không tì sương gió lạnh độc hại lắm nên mẹ chẳng ngủ được muộn thế con mới nhập lô hàng lỗi mẹ ạ à. Cái gì với mẹ con tự lo được mẹ ạ à. khổ thân con tôi thôi con đi tắm rồi nghỉ thế con đã ăn uống gì chưa con chưa mẹ để phần cơm con ở dưới bếp tắm xong ăn rồi hãng ngủ nhé vâng nhìn theo bóng lưng của con mà bà thanh thế này về nhà phúc nhìn mẹ lại có lỗi Mẹ ơi sao mẹ không gì sương gió lạnh độc hại lắm Nên mẹ chẳng ngủ được Buồn thế Mày Nói gì với mẹ Con tự lo được mẹ à Khổ thân con tôi Thôi Con đi tắm rồi nghỉ Thế con đã ăn uống gì chưa Nên không dự đám cưới được chứ nếu bây giờ bắt gặp vân chắc chắn sẽ hỏi nhiều thứ lắm rồi lại động chạm đến nỗi đau của cô mẹ anh là người thích đi du lịch một năm di chuyển từ trong nước ra nước ngoài không biết bao nhiêu lần anh chỉ lo cho sức khỏe của mẹ chứ còn vấn đề tiền bạc không quan trọng tối hôm ấy khi phúc đi làm về thì mẹ anh đã kéo tay anh ngồi xuống ghế mẹ chờ con mãi sao hôm nay con về muộn thế con tăng ca mẹ để con đi tắm đã Tắm rửa gì để sau đi Con ngồi đây mẹ hỏi chuyện Chuyện gì vậy hả mẹ Con bé Vân ấy Nó là bạn thân của con à Cũng không phải thân lắm Sao hai đứa lại quen nhau Chuyện này mẹ hỏi để làm gì Thì mẹ quý con bé nên tò mò hỏi thôi Nếu như mà con bé chưa lập gia đình Thì tốt quá Còn trẻ như thế mà đổ vỡ trong hôn nhân Thật là đáng thương Đúng là cô ấy có hoàn cảnh rất đáng thương con là bạn của con bé Thì sau này thường xuyên lui tới giúp đỡ cho người ta nhé Một thân một mình bon chen ở nơi này Không dễ dàng con ạ à. Vâng Phúc kể mọi chuyện cho mẹ nghe Khi biết chuyện bà Thanh đã vô cùng phẫn nổ Thật không thể chấp nhận được Nếu con bé là con gái mẹ Thì nhà đó rách mặt Mẹ bình tĩnh đi Con tin rồi họ sẽ phải trả giá Nghĩ đến Vân Mà bà Thanh thơ thần cả mấy ngày Thường lắm vân luôn là cô gái mạnh mẽ cô có thể tự mình làm mọi thứ mà không nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào ai dù sao thì tự thân vận động vẫn là tốt nhất vân cố gắng làm việc mỗi ngày vừa là để cho bản thân không rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh vừa là để có thêm một khoản lo cho bố mẹ cũng may là thoát khỏi gia đình đó sớm chứ nếu cứ dây dưa thì cô chẳng biết cuộc đời sau này sẽ đi về đâu bà thanh chẳng muốn về nhà Đi ra đi vào mà vô tình gặp bà Phương Là thấy khó chịu trong lòng rồi Thủ xếp hết quần áo đồ đạc Để đến ở với Phúc Dạo này Phúc cứ đi sớm về muộn Bà Thanh đâm ra lại lo Không biết ở cửa hàng có xảy ra chuyện gì không Hay là lại dính phải lô hàng lỗi Hôm đấy chờ mãi Đến tận 10 giờ Phúc mới về nhà Bà Thanh chẳng ngủ được Cứ đi ra đi vào ở ngoài sân Phúc nhìn mẹ lại thấy có lỗi Mẹ ơi sao mẹ không ngủ Mẹ ở ngoài này làm gì Sương gió lạnh độc hại lắm Mẹ thấy con chưa về Nên mẹ chẳng ngủ được Sao dạo này con hay về muộn thế Con mới nhập lô hàng lỗi mẹ ạ Trời, thế giờ giải quyết được chưa Mà sao con không nói gì với mẹ Con tự lo được mẹ à Khổ thân con tôi Thôi, mẹ vào nhà nghỉ ngơi sớm đi Con đi tắm rồi nghỉ luôn Thế con đã ăn uống gì chưa Con chưa Mẹ để phần cơm con ở dưới bếp tắm xong ăn rồi hãng ngủ nhé vâng nhìn theo bóng lưng của con mà bà thanh càng cảm thấy thương hơn mỗi lần vất vả như thế này về nhà lại chỉ cô quạnh một mình trong căn phòng lạnh lẽo giá như có một người phụ nữ ở bên cạnh con trai mình thì có phải tốt hơn không bỗng nhiên bà thanh lại nhớ đến vân vân là một cô gái tốt lại chịu khó nếu như ở bên cạnh phúc thì bà thanh chẳng dám nói ra nhưng dạo này cứ nghĩ đến Vân suốt Mỗi lần nhìn thấy Vân Lại đắn đo sợ lỡ miệng Càng lúc càng muốn Vân trở thành con dâu của mình Tự nhiên Bà ấy thấy lời dị nghị của hàng xóm Hay bà con họ hàng không quan trọng lắm Chỉ là không biết Ý tứ của Phúc và Vân thế nào thôi Một người từng trải Và đi nhiều nơi Thì không quá khắt khe hay quan niệm gì Về chuyện môn đăng hộ đối lẫn hoàn cảnh Mỗi con người sinh ra Đều có số phận khác nhau Người may mắn, người lại không Đối với bà Thanh Vân là một cô gái rất tốt Chỉ là thiếu may mắn mà thôi Và Vân xứng đáng được hạnh phúc Có được tình yêu thương của tất cả mọi người Cả đêm ấy Bà Thanh không thể chợp mắt Cuối cùng cũng đi đến một quyết định Mà bà nghĩ sẽ chẳng bao giờ hối hận Về quyết định này Phúc ngủ dậy Thì thấy mẹ đã nấu xong bữa sáng từ lâu Và đang ngồi nhâm nhi ly, ly cà phê Ở ngoài vườn mẹ ăn sáng chưa ạ à? mẹ đợi con dậy rồi mẹ con mình ăn luôn con có vội đi không cũng hơi vội mẹ ạ à. thế thì hai mẹ con mình ăn luôn nhé vâng hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện bà thanh đề nghị tối nay mẹ mời vân đến nhà mình ăn cơm còn về sớm một chút hôm nay nhà mình có việc gì hả mẹ có việc gì đâu mẹ thấy con bé đó có một mình đi ra đi vào cũng buồn mời con bé đến nhà ăn cơm rồi nói chuyện cho vui vẻ một chút Trâm không có ở tiệm với Vân nữa hả mẹ Có việc về quê mấy bữa Còn nhớ về sớm nha Vâng Phúc đi được một lúc Thì bà Thanh đến tiệm tóc của Vân Tiệm đang đông khách Nên bà Thanh ngồi ở ngoài chờ Đến cả hai tiếng bà ấy mới vào bên trong Vân thậm chí còn chẳng biết Là bà Thanh đã ngồi chờ mình từ bao giờ Cô mới tới à Cô uống nước gì để cháu lấy bà thanh lâu nay đã trở thành khách quen ở tiệm của vân phúc lại là người có ơn với vân nên đối với bà thanh vân càng quý trọng hơn nhiều lần bà thanh lắc đầu thôi cô không uống nước gì đâu khi nãy ở bên ngoài đã mua chai nước nọc rồi cô ở bên ngoài đợi cháu lâu chưa ạ à? sao cô không vào bên trong ngồi cho mát thấy đông khách nên cô ngại cô đến đây là để mời cháu tối nay đến nhà cô ăn cơm vân hơi chần chừ cô ơi hôm nay nhà mình có dịp gì đặc biệt sao ạ à hôm nay là sinh nhật của cô nhưng mà cháu đến không thôi nhé đừng có mua quà cáp gì dạ vâng ạ bà thanh chẳng biết lý do gì nên đành nói đại chứ thực ra sinh nhật đã qua từ lâu chỉ muốn tạo cơ hội để phúc và vân có thể gần nhau thêm đôi chút người làm mẹ sao chẳng muốn tìm một người vợ thật tốt cho con trai của mình hôm nay đông khách vân làm mãi đến tối mới xong vì đã lỡ nhận lời đến nhà bà Thanh ăn cơm rồi, nên về sau còn khách tới, cô đành hẹn khách đến mai quay lại. Cũng may đều là người quen, nên mọi người đều vui vẻ. Vân ăn mặc chỉnh chu rồi mua một bó hoa đến để làm quà sinh nhật. Hôm nay vội quá chẳng mua được gì khác, cô cũng sợ sơ sài quá sẽ làm mất lòng người lớn. Vân đang định đi thì thấy xe đỗ trước cửa nhà mình, là Phúc tới đón cô tôi có thể tự đi đến được mà như thế này thì phiền anh quá rồi là mẹ anh bảo anh đến đón em lát nữa có thể sẽ về hơi muộn nên để anh đưa đón sẽ an toàn hơn cảm ơn anh không khí trong xe trở nên yên tĩnh hẳn phúc không nói và vân cũng im lặng mãi một lúc lâu sau phúc mới mở lời dạo này công việc của em thế nào có vất vả lắm không tôi chỉ mong có nhiều khách thôi dù vất vả một chút cũng không sao dạo này mấy người ở gia đình đó có đến tìm em không anh ta có tới không vân lắc đầu không thế là được rồi nếu cần gì hay gặp khó khăn gì em cứ gọi cho anh thực ra tôi có thể tự mình chống chọi lại với mọi thứ nên anh không cần phải lo đâu anh giúp đỡ tôi nhiều rồi cả đời này tôi mang ơn anh xe đột ngột dừng lại phúc quay sang nhìn vân em từng nói chúng ta là bạn mà bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên Vâng Phúc lại tiếp tục lái xe rời đi Anh biết là mình phải khống chế cảm xúc của mình Nếu không Mối quan hệ giữa hai người Sẽ trở nên ngượng nghỉu khó coi Một năm qua Anh vẫn luôn là người âm thầm dõi theo cô Từng chút thay đổi Từng vui buồn Anh đều là người biết rõ Chính bản thân anh cũng hiểu Tình cảm mãi dành cho cô Không phải đơn thuần là tình bạn Chỉ là anh vẫn chưa đủ can đảm Để nói cho cô nghe anh sợ sợ quá khứ kia cô vẫn chưa thể quên được người ta nói một lần bị rắn cắn cả đời sẽ sợ dây thừng cô bị người đàn ông kia đối xử không tốt lại gặp nhiều tổn thương anh sợ đối với cô đàn ông chỉ là những kẻ tồi tệ không khí trong xe lại bắt đầu trở nên im lặng cho đến khi xe dừng trước cửa nhà bà thanh đứng ở ngoài sân chờ nhìn thấy phúc và vân liền đi ra Mẹ còn đang định gọi điện Xem sao mà đi lâu quá Hơi tắt đường một chút mẹ ạ à. Vân đưa bó hoa về phía bà Thanh Con chúc cô sinh nhật vui vẻ Con xin lỗi vì không mua được món quà khác Hôm nay khách đông đến tận tối Không sao Cô đã bảo con đừng mua gì rồi mà Cô biết là con vất vả Nên con đến được là cô mừng lắm Khi nãy Phúc thấy Vân cầm theo bó hoa Nhưng không hỏi Hóa ra mẹ nói dối Hôm nay là sinh nhật mẹ Để mời Vân đến rốt cuộc là mẹ có ý gì đây phúc nhìn mẹ muốn hỏi nhưng bà lơ đi ánh mắt của anh một lát bà vỗ tay vào vai anh vào ăn cơm thôi con trai hôm nay là sinh nhật của mẹ mà con chúc mừng sinh nhật mẹ thêm một lần nữa cái thằng này nhỏ tiếng thôi kẻo vân nghe thấy bây giờ sao mẹ lại nói dối thì không có cớ mời con bé đến nhà mình ăn cơm nên mẹ nói đại nó bận như vậy đâu phải dễ gì mà sắp xếp thời gian chỉ có vậy thôi à Thì tất nhiên là chỉ có thế thôi Con nghi ngờ mẹ à Con không có ý đó Mau vào ăn cơm đi Vâng Cơm nước đã được bà Thanh nấu xong xuôi Bà nấu cơm ăn ngon lắm Mặc dù ít khi vào bếp Lúc trước hay đi phụ nấu đám xá ở trong xóm Bà Thanh gắp một miếng thịt Bỏ vào trong bát của Vân Rồi mỉm cười Còn ăn nhiều một chút Hình như dạo này thấy gầy hơn trước thì phải đúng là dạo gần đây vân ăn uống không được nhiều có thể do giờ giấc sinh hoạt của cô không ổn định nên bị đau bao tử lâu lắm rồi vân mới lại được ăn một bữa cơm đúng giờ như hôm nay ăn cơm bà thanh nấu vân lại nhớ bố mẹ hôm trước bố mẹ có gọi điện cho cô bảo hay là về quê làm việc mà vân cứ đắn đo mãi đối với công việc khác thì vân không nói nhưng tiệm tóc trên này đang hoạt động rất tốt khách ổn định giờ mà về quê lại bắt đầu từ đầu vân sợ mình sẽ thất bại cô không dám đánh đổi vậy nên cô chưa dám nói gì với bố mẹ cả vẫn trả lời họ là đang suy nghĩ bà thanh thấy vân hơi ngẩn người lo vân mệt nên hỏi con làm sao thế con không khỏe ở đâu à dạ không con chỉ đang nghĩ đến những lời mà bố mẹ con mới nói thôi bố mẹ con nói gì thế rồi bà thanh cười gượng cô xin lỗi nhé cô hơi tò mò dạ không sao đâu ạ à. mẹ muốn con về quê làm để gần gũi với bố mẹ hơn con còn đang lăn tăn thử ra ước muốn của phụ huynh không có gì vô lý cả ai chẳng muốn gần con mình chuyện xảy ra với vân cô phải hạ quyết tâm lắm mới dám nói cho bố mẹ nghe trước sau gì họ cũng sẽ biết giấu mãi sao được bà thanh bắt đầu cảm thấy buồn nếu vẫn muốn về quê thì coi như vân và phúc chẳng có hy vọng mà giữ vân lại thì bà thanh thấy mình vô duyên quá chẳng biết ý tứ của vân thế nào phúc im lặng từ đầu đến cuối sự im lặng này khiến cho bà thanh cảm thấy khó chịu ít nhất cũng phải nói ra gì đó chứ hoặc là khuyên vân cứ ở lại đây làm vì dù sao công việc cũng đang tốt rồi bà thanh lại tự gõ vào chán của mình một cái là bà muốn phúc và vân thành đôi chứ có khi nào phúc nói thích vân đâu cứ thở dài rồi lại thở dài tự nhiên thấy buồn trong lòng quá ăn cơm xong Vân thu dọn bát đi sửa bà Thanh liền nói con ngồi ăn trái cây đi để cô làm cho dạ cô cứ để con làm con không làm thì thấy ngại lắm à còn bé này vậy thôi Phúc xuống rửa bát cùng với Vân đi dạ thôi không cần đâu anh Phúc ở đây đi ạ à? Vân nói như vậy nhưng Phúc vẫn rửa bát cùng với Vân vừa làm Phúc vừa hỏi em có muốn về quê không thực ra cũng muốn về quê cùng với bố mẹ lắm nhưng tôi sợ công việc không ổn định rồi lại trở thành gánh nặng cho gia đình thì chết vậy em đừng về nữa phúc nhìn vân chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cô vân im lặng cô đắn đo là về những lời bố mẹ nói lúc gọi điện cô biết họ lo lắng cho mình đến mức nào bây giờ trong lòng cô rối ren lắm tôi cũng không biết nữa không về thì bố mẹ sẽ lo mà về sợ bố mẹ còn lo hơn em cứ ở lại đây ổn định kinh tế một thời gian rồi đón bố mẹ lên lúc ấy công việc của em cũng vừa thuận lợi mà bố mẹ em lại được ở gần em thấy thế nào đúng là ở đây tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn có thể gửi về một khoản không nhỏ lo thuốc thang cho bố bồi bổ cho mẹ vậy lên em ở lại nhé cảm ơn anh vì nãy giờ đã tâm sự với tôi chúng ta đâu đến mức xa lạ như vậy từ lần đầu tiên gặp em tính đến nay cũng hơn một năm rồi còn gì lúc đó một mình em phải rửa đống bát đũa khổng lồ anh nhìn còn thấy sợ vân đang không hiểu chuyện gì xảy ra phúc chứng kiến cảnh tượng đó là anh có mặt trong đám cưới của cô sao cô chưa từng nghe anh kể về chuyện này anh chưa nói cho em nghe phải không anh với nhà chồng cũ của em là bà con lúc đó mẹ anh không đi dự đám cưới nên anh đi thay vậy chính anh là người đã đỡ tôi lúc tôi bị ngã anh vô tình đỡ em thôi không có gì đâu tôi mang ơn anh nhiều quá em đừng nói đến chuyện ơn nghĩa cứ coi như là chúng ta có duyên đi tôi chẳng biết phải báo đáp anh như thế nào nói về kinh tế thì anh hơn hẳn tôi mấy phần nói về sức khỏe hay những mối quan hệ bên ngoài tôi càng không có hay là hôm nào tôi mua tặng anh một món quà nhé không cần đâu cần mà như vậy tôi sẽ đỡ anh náy hơn vậy anh cảm ơn em trước vân mỉm cười đúng là có duyên thật người đàn ông này năm lần bảy lượt xuất hiện đúng lúc giúp đỡ cô cũng chính người đàn ông này cho cô thêm niềm tin vào cuộc sống thật ra người tốt còn rất nhiều chỉ là cô không được may mắn gặp phải kẻ đều cáng thôi vừa giờ bát xong vân với phúc lên phòng khách ngồi thì bà thanh đã gọt xong hoa quả bà đang ngồi nghe một bản nhạc giao hưởng âm thanh này nhẹ nhàng Khiến cho tâm trạng người ta trở nên tốt hơn Vân ngồi xuống ghế Bà Thanh đưa cho cô một miếng táo Con ăn táo đi Ăn trái cây nhiều tốt cho da lắm Con xin ạ à? Nhà có hai mẹ con à Nhiều lúc Phúc đi làm về muộn Chỉ có mình cô Thì thoảng con đến đây chơi rồi ăn với cô bữa cơm nhé Dạ vâng Cô cũng biết là con cũng bận Đều là phận phụ nữ với nhau Cô thấy thương con lắm Con cảm ơn cô con sẽ lấy tình cảm của mọi người làm động lực để sống tốt hơn để sau này không bị bất cứ ai chà đạp nữa mắt bà thanh đỏ hoe không hiểu sao cứ mỗi lần đối diện với vân cảm xúc của bà lại không có cách nào khống chế bà quay mặt đi để vân không nhìn thấy mớ hỗn độn trong lòng mình sau đó phúc đưa vân trở về nhà quãng đường từ nhà anh về nhà vân không xa nhưng anh cố ý đi chậm để thời gian ở bên cạnh cô lâu hơn một chút anh lấy ra chiếc kẹp tóc rồi đưa cho cô hôm trước anh đi trung tâm thương mại nhìn thấy dễ thương nên mua chợt nhớ ra mình không phải là con gái nên vẫn còn để đó chưa dùng vân bật cười cô không thể nào không cười trước câu nói của anh trời ạ à, sao anh lại có hứng thú với mấy món đồ của con gái thế anh lỡ mua rồi em dùng nhé để ở nhà mẹ anh lại nghĩ ngợi bảo anh không phải trai thẳng thì khổ Vân vẫn chưa thể ngừng cười, phúc đỏ mặt. Em đừng cười nữa mà, hay là em cũng có suy nghĩ đó? Không, chắc chắn anh không phải rồi. Nhưng mà kẹp tóc này dễ thương, cảm ơn anh. Không có gì đâu, em thích là được rồi. Xe dừng trước cửa tiệm tóc, Phúc đứng chờ Vân vào trong rồi khóa cửa lại, anh mới yên tâm ra về. Vân vào trong nhà bật điện lên, chồng không có ở đây nên mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên cô quạnh. Chắc là phải mấy hôm nữa trâm mới xong việc ở nhà nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên tay một lần nữa vân lại mỉm cười dù cô không biết vô tình hay cố ý mà phúc lại mua chiếc kẹp tóc ấy nhưng chắc chắn không phải là mua cho cô đúng không có thể tặng bạn gái nhưng cô ấy không thích hoặc là một lý do nào đó dù là lý do gì thì đây cũng được coi là tấm lòng của anh cô sẽ trân trọng vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ cô lấy móng ra để đắp bột rồi vẽ thử mấy mẫu mới. Bây giờ những tiệm làm móng rồi làm tóc mọc lên như nấm. Nếu như không có đam mê và nỗ lực học hỏi thì sẽ không thể theo kịp. Cứ như vậy, Vân mày mò đến tận nửa đêm rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Đến sáng, cô giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng còi xe ở bên ngoài. Nhìn qua camera, cô thấy có khách mà cô hẹn tối hôm qua đã tới. Vội vàng chải đầu buộc tóc rồi đi ra ngoài mở cửa thế là cô làm đến trưa mà chẳng kịp ăn gì một giờ chiều bà thanh qua tìm cô trên tay bà là chiếc bánh bột bà chiên ở nhà lúc này vân cũng vừa mới làm tóc cho khách xong cả người là đi vì đói nhìn gương mặt nhợt nhạt của vân bà thanh lo lắng đừng nói với cô là con chưa ăn gì từ sáng đến giờ đấy nhé sáng nay con ngủ quên mà khách đến hơi sớm nên là con vẫn chưa kịp ăn gì con bé này không biết chăm sóc cho bản thân gì cả Bảo sao bệnh đau bao tử càng lúc càng hoành hành Vân khẽ cười Sự cao có này lại khiến cho cô hạnh phúc Ít nhất thì cũng có người lo cho sức khỏe của cô Giữa phố xá xa lạ Còn cười được nữa Ăn tạm cái bánh bột mà cô mới chiên đi Cho đỡ đói Rồi ngồi đây cô đi nấu mì cho Vân vội vàng từ chối Dạ thôi để con tự làm Để cô làm Dù sao cô cũng rảnh rỗi có việc gì đâu Ngày trước cô muốn có một đứa con gái lắm, nhưng không may chồng cô mất sớm nên cô chưa thực hiện được ước mơ ấy. Cô chỉ mong có một đứa con gái để chải tóc rồi mua váy cho. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Sau này anh Phúc lấy vợ, lúc ấy cô sẽ có một cô con gái thôi à? Con có muốn trở thành con gái của cô không? Vân hơi ngây người, cô đang không hiểu bà Thanh muốn theo cách nào, là muốn cô trở thành con gái nuôi hay là con dâu như cô vừa mới nói phúc chưa có bạn gái chẳng biết đến khi nào thằng bé mới chịu yêu đương cô lại muốn có con gái quá rồi con làm con gái của cô nhé vân chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận một người nào khác là mẹ của mình mà nói thẳng quá thì sợ bà thanh buồn nên cô chưa biết phải trả lời thế nào bà thanh khẽ vuốt tóc cô rồi nói nếu con chưa sẵn sàng thì thôi vậy chỉ cần mỗi ngày cô tới đây con vui vẻ đón tiếp cô là được rồi chắc chắn sẽ là như thế à? Con ăn bánh đi rồi cô đi nấu mì cho Vân rất sạch sẽ Nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng Mọi thứ rồi tính cách đến con người Vân Đều khiến bà Thanh cảm thấy hài lòng Không biết mình có đang quá vội vàng không Nhưng bà Thanh cảm thấy lo lắng Sợ bất chợt Vân sẽ gặp một người đàn ông nào đó phù hợp với mình Chỉ một lát Tô mì nóng hổi đặt trước mặt Vân Những hành động quan tâm yêu thương này Khiến cho Vân cay khóe mắt Ngoại trừ bố mẹ cô ra thì chưa có ai đối xử với cô tốt như thế này cả. Không biết sau này mọi thứ có thay đổi không? Nhưng bây giờ cả bà Thanh và Phúc đều là những người cho Vân niềm tin và hy vọng vào cuộc đời. Hôm sau, bà Thanh đột ngột gấp quần áo. Phúc nhìn mẹ chuẩn bị đồ cứ như kiểu đi đâu đó một thời gian dài. Mẹ à, mẹ về quê sao? Mẹ đi du lịch. Nhưng mà mấy mấy hôm trước mẹ nói tháng này không có kế hoạch đi du lịch ở đâu mà. Đấy là mấy hôm trước, bây giờ có rồi, Vâng, thế mẹ định đi bao lâu? Chắc là 10 ngày hay nửa tháng gì đó Để con chuyển tiền cho mẹ Không cần đâu, mẹ có tiền mà Bà Thanh có một dãy nhà trọ cho thuê Mỗi tháng cũng kiếm được mấy chục triệu Ngoài sở thích đi du lịch Thì bà cũng không có đam mê gì khác Thì thoảng vẫn gửi thêm một khoản tiền Vào sổ tiết kiệm ở ngân hàng Đi được hai hôm Bà Thanh gọi điện cho Vân Vân à, con đã ăn cơm chưa? Con ăn rồi ạ à? Ăn thật chưa đấy, con ăn rồi mà, cô đừng lo. Có chuyện này cô muốn nhờ con. Chuyện gì vậy ạ? À? Cô đi du lịch không có ở nhà, con có thể qua xem tình hình của Phúc thế nào được không? Khi nãy vừa gọi video cho Phúc, hình như Phúc bị ốm rồi, còn chẳng dậy mà nấu cơm ăn được. Con sẽ qua ngay à? Vân còn chẳng gọi điện cho Phúc mà đi đến nhà Phúc ngay. Anh đối xử tốt với cô như thế, sao cô có thể bỏ mặc lúc anh đau ốm? Đứng bấm chuông một lúc thì cô thấy Phúc đi ra thực sự mà nói nhìn anh không giống bị ốm lắm em đến tìm anh có việc gì không khi nãy cô gọi điện nói anh bị ốm tôi đến xem anh thế nào mẹ anh bảo sao cô bảo anh ốm còn không có sức để nấu cơm ăn anh ổn không từ một người đàn ông khỏe mạnh sau khi nghe câu nói ấy lập tức trở nên ốm yếu tay cũng liên tục xoa đầu anh bị đau đầu từ chiều cả người mệt mỏi mà không sao đâu anh vẫn có thể tự chăm sóc cho mình được anh đã ăn gì chưa lát nữa anh sẽ gọi đồ ăn bên ngoài dù sao thì tôi cũng đã đến đây rồi để tôi nấu cơm cho anh vậy cảm ơn em nha mẹ đi mấy hôm rồi anh chưa được ăn cơm ở nhà vân nấu cơm ở trong bếp phúc đứng ngay bên cạnh phụ cô nhặt sau thấy anh cứ đi qua đi lại cô sốt ruột anh vào trong phòng nghỉ ngơi đi lúc nào cơm chín tôi sẽ gọi anh anh cứ đi qua đi lại thế này nỡ không may anh ngất ra đấy sao mà tôi đỡ được tự nhiên phúc cảm thấy có lỗi quá rõ ràng bản thân chẳng ốm đau gì mà lại nói dối hay là sau đó anh tự gạt phát đi giờ mà nói thật thì tự nhiên cả mẹ anh và anh đều trở thành những kẻ dối trá trong mắt của cô sau này sao mà cô tin tưởng nữa đành diễn tới cùng vậy dù sao thì lời nói dối này cũng không ảnh hưởng đến ai cả chưa đến một tiếng vân đã nấu xong cơm vì cô vẫn chưa ăn tối nên cô ăn cùng với anh luôn cô nấu ăn cũng chỉ ở mức ăn được nhưng chẳng hiểu sao anh cứ khen mãi khiến cô ngại hai má vì thế mà đỏ ẩm Nhược trái cả chua chín mỏng anh đừng khen nữa được không tôi lại ảo tưởng mình nấu ăn ngon thật phúc ra dấu im lặng có lúc người đàn ông này giống một đứa trẻ khi lại trưởng thành như có thể gánh vác được tất cả phúc không yên tâm để vân về một mình nên anh lái xe đi theo phía sau cô lúc đến nhà thì thấy huy đã đứng ở đó từ lúc nào vừa nhìn thấy vân anh ta chạy lại nắm lấy tay cô. Em đi đâu mà lâu quá vậy? Anh chờ em mãi. Anh đến đây làm gì? Anh xin lỗi, em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp tất cả. Anh biết là anh đã làm cho em buồn. Anh đã khiến em tổn thương. Anh đã khiến cho con của chúng ta... Cầm miệng, anh không có tư cách nhắc đến con. Anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh một lần được không? Dù sao thì chúng ta cũng đã ở bên nhau mấy năm rất hạnh phúc. Chỉ là có lúc anh lỡ xa chân vào bài bạc nên anh túng quẫn quá là do anh không tốt anh không cần phải nói nhiều làm gì cả tôi không muốn nghe chúng ta đã ly hôn một năm nay rồi bây giờ tôi và anh không có liên quan gì nữa anh không cần phải đứng trước mặt tôi diễn tuồng diễn trèo vân không muốn nói chuyện với anh ta cô đi vào trong nhà thì anh ta kéo tay cô lại cứ thế giằng co một hồi vốn dĩ phúc định để vân tự giải quyết mọi chuyện nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt anh không thể đứng im được anh chạy về phía cô rồi đẩy huy ra lúc huy nhìn thấy anh đã rất kinh ngạc phúc sao chú lại ở đây anh tránh ra cô ấy ra mày với vợ tao có quan hệ gì là vợ cũ mới đúng đừng quên hai người đã ly hôn rồi huy nhìn xoáy vào vân đã vậy anh ta còn cười đều cáng nói đi cô cắm rừng tôi từ lúc nào sao bây giờ cô và em họ của tôi lại thân thiết với nhau như thế có phải trong lúc yêu tôi cô đã qua lại với nó không đừng nghĩ ai cũng khốn nạn giống như anh Vậy cô bảo tôi phải hiểu thế nào Hiểu như thế nào đối với tôi không quan trọng Tôi và anh đã ly hôn rồi Không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi Vân muốn đi vào trong nhà Nhưng Huy nhất định không chịu Vẫn nắm chặt lấy tay cô Phúc vùng tay tát mạnh vào mặt Huy Đến mức anh ta ngã nhào xuống đất Mày dám đánh tao Mẹ mày có biết mày hỗn láo với tao như thế không hả Cho dù là ai Cũng không chấp nhận được một kẻ giống như anh Tư cách không có, đạo đức càng không Thằng khốn Trước khi chửi người khác thì hãy nhìn lại mình nhân quả sẽ đến sớm thôi anh chắc chắn sẽ phải gặp quả báo trong suốt một năm qua phúc vẫn luôn tìm cách đòi lại công bằng cho vân có thể một thời gian rất ngắn nữa thôi những kẻ hại vân mất con và cả huy đều sẽ phải vào tù đường dây của bọn chúng đã bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan chức năng phúc chưa nói với vân vì muốn chờ cho mọi thứ chắc chắn hơn nữa nhưng anh tin luật pháp chắc chắn sẽ được thực thi kẻ ác không thể cứ nhở nhơ ngoài vòng pháp luật Bây giờ Huy chẳng khác gì một kẻ yếu thế trong xã hội Đứng trước mặt ai Lời nói đều không có trọng lượng Dù rất ấm ức trong lòng Nhưng Huy vẫn phải bỏ đi Vốn dĩ Huy nghĩ Vân là một cô gái tốt Lại hay yếu lòng Biết đâu quay lại cầu xin sẽ được Vân tha thứ Bây giờ đến cả bữa cơm no đối với Huy còn khó khăn Chưa đừng nói gì đến chuyện tiền bạc rủng rỉnh như trước Huy đi rồi Vân vẫn còn bàng hoàng Nỗi ám ảnh khi trước quay trở lại Khiến cơ thể cô trở lên run rẩy phúc nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô em đừng sợ anh nhất định sẽ bảo vệ em trong đầu vân vẫn không ngừng suy nghĩ đến những chuyện xấu đã xảy ra với mình liệu rằng hắn ta có quay lại nữa không cô có cần phải chuyển chỗ ở không nếu hắn ta cứ đến làm phiền thì sao nhìn vân như thế này phúc đau lòng lắm ôm cô ở trong lòng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô anh mới chợt nhận ra mình thương cô đến nhường nào em đừng khóc anh không muốn nhìn thấy em phải khóc anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này Sẽ không để hắn ta hay bất cứ người nào liên quan đến hắn làm phiền em Vân vẫn không thể ngừng khóc Từng mảnh ký ức vụn vỡ quay trở lại Họ đối xử với cô rất tệ Dù cô hết lòng với họ Mấy năm trời yêu đương Cứ nghĩ là mình hiểu về đối phương lắm Nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu gì Một kẻ cạn bã mà cô nghĩ là tương lai của đời mình Phải mất một lúc rất lâu Vân mới có thể lấy lại bình tĩnh Cô gái mạnh mẽ mỗi ngày đâu rồi sao bây giờ lại trở nên thảm hại vân gạt nhanh giọt nước mắt rồi nói với phúc tôi không sao đâu chuyện tồi tệ nhất tôi còn có thể vượt qua được mà nếu lần sau anh ta tới tôi sẽ báo công an phúc biết là vân đang tự chấn an mình anh cũng đâu thể nào sạch giỏi để cô thêm lo sợ anh khẽ gật đầu sẽ không sao đâu vân chẳng hề biết rằng sau ngày hôm đó tối nào phúc cũng lái xe tới ở bên ngoài rất lâu chờ đến khi cô tắt đèn đi ngủ anh mới về Anh biết là mình không thể bảo vệ cô Suốt cả một ngày dài Nhưng anh muốn biết cô an toàn Nên sẽ đến bất cứ lúc nào có thể Phải nhìn thấy cô Thì anh mới có thể thở vào Mẹ anh trở về sau một tuần vắng nhà Vừa về tới nhà Bà đã nấu cơm rồi bảo với anh Con mời Vân đến ăn cơm nhé Con sợ cô ấy bận Con chưa hỏi con bé Làm sao biết có bận hay không Vâng Phút này mẹ đi một tuần cũng có sắp xếp cho hai đứa gặp nhau mấy lần mẹ muốn hỏi con một chuyện chuyện gì vậy mẹ đối với con bé ngoài tình cảm bạn bè ra thì con gì khác không phúc không do dự mà thừa nhận con thích cô ấy mẹ ạ à. bà thanh cười phải thế chứ con bé rất tốt mẹ rất muốn có một cô con dâu như thế mẹ sẽ không phản đối chuyện này đúng không mẹ đã nói là mẹ muốn vân làm con dâu rồi mà con cảm ơn mẹ cái thằng này Sau này phải đối xử với Vân thật tốt nghe chưa Con bé đã chịu nhiều tổn thương rồi Đừng để nó phải buồn thêm một lần nào nữa Điều khiến Phúc lo lắng lúc này Là anh không biết Vân đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới chưa Anh cũng không biết Đối với anh cô đặt bao nhiêu phần niềm tin Mỗi khi nhìn thấy cô khóc Là lòng anh lại thắt lại Anh sợ cả đời này Cô cũng không bước qua được quá khứ Con sao vậy Sao nãy giờ mẹ cứ thấy con bần thần Con đang lo lắng điều gì con sợ, cô ấy không thích con mẹ ạ." Bà Thanh thở dài. Đối với một người bị tổn thương thì phải dành hết cả tấm lòng của mình mới khiến họ cảm nhận được. Mẹ tin con trai của mẹ là một người đàn ông tử tế, rồi Vân nhất định sẽ nhìn thấy điều đó." Vân nhận lời đến nhà Phúc ăn cơm, vẫn như những lần trước đều là Phúc đưa đón cô. Từ lúc gặp lại chồng cũ, tâm trạng của Vân trở nên không tốt, cô đã không cười suốt từ ngày hôm đó. Thì thoảng, Phúc lại lén nhìn sang bên cạnh vẻ mặt trầm ngâm của người con gái anh thương khiến anh đau lòng phúc in lặng suốt cả quãng đường anh không biết mình phải nói gì sợ lỡ lời lại khiến cô buồn thêm bà thanh mua cho vân một món quà là cây xương rồng nhỏ có màu xanh rất đẹp lúc hai cô cháu ngồi nói chuyện bà thanh nói với vân xương rồng là một loại thực vật rất mạnh mẽ cho dù ở thời tiết khắc nghiệt như sa mạc thì vẫn có thể phát triển và vươn lên nó tạo cho mình những chiếc gai sắc nhọn để tự bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm nhưng nếu có người bảo vệ nó chắc chắn nó sẽ không phải cố gắng đến vậy vân có hiểu một phần trong những lời nói của cô thanh rồi cô lại tiếp tục con cũng cần được bảo vệ vân ạ à. cô biết mạnh mẽ là điều cần thiết của mỗi người nhưng trong chuyện quá khứ đã qua rồi đừng vì nó mà hủy hoại tương lai của mình nó không đơn giản chỉ là chuyện trong quá khứ cô ạ à. anh ta mới đến tìm con bà thanh có chút hốt hoảng nó có gây rắc rối gì cho con không cũng may là lúc đó có anh phúc nếu không con cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì thằng danh con láo tét như thế này không được rồi con mà cứ ở một mình xảy ra chuyện gì ai biết còn đến nhà cô ở đi dạ như thế không tiện đâu ạ à. có gì đâu mà không tiện ban ngày cô sẽ bảo vệ con buổi tối con về đây ngủ chỉ có như vậy cô mới yên tâm được nói vậy thì ngày nào vân cũng sống trong lo sợ phập phồng nhưng mà nếu đến nhà bà thanh ở thì quả thực cô rất ngại bà thanh thấy vân vẫn còn đắn đo nên nói thêm chỉ là ở tạm mấy bữa thôi mà đến khi nào thằng đó bị bắt vào tù thì con không cần phải sợ nữa anh ta phạm tội gì vậy cô chuyện này là bí mật nhé cô cũng nghe phúc nói thôi hình như nó tổ chức đánh bạc ở nhà nó đấy sớm muộn gì chẳng bị hốt chỉ mới một năm mà gia đình nhà anh ta đã tan đàn rẻ nhé vân chỉ thương mỗi bố chồng cũ ông là người hiền lành nhưng sau này có thể sẽ chẳng có nhà để về nữa Vân không thể ở nhà bà Thanh, cô phải tự bảo vệ bản thân cũng như cuộc sống của mình. Công việc không có giờ giấc cụ thể, có khi làm đến 8, 9 giờ tối mới xong, cô không thể làm phiền cuộc sống bình yên của người khác. Vì không tới thêm lần nào nữa, nên Vân cũng đỡ lo. Đối với anh ta, cô chẳng còn chút tình cảm nào. Kể cả anh ta có vướng vào vòng lao lý cũng chẳng thể khiến Vân thương cảm nổi. Từ một con người có công ăn việc làm ổn định lại đổ đốn ra như thế. Mọi việc làm sai lầm đều phải trả giá. Qua đi mấy hôm, nghe Phúc báo tin người đã bị bắt tạm giam vì tội tổ chức đánh bài và sử dụng ma túy trong chính ngôi nhà của anh ta. Vân không thể tin được, người đàn ông ấy còn có thể là một kẻ nghiện ngập. Phúc cũng nói rằng những người hại cô mất con đều bị tóm gọn và phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Cô tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ của mình, cũng may là có thể làm lại, đoạn đường phía trước vẫn còn dài. Vân thở vào nhẹ nhõm sau những ngày căng thẳng lo lắng. Từ giờ trở đi, cô không cần phải lo lắng, hắn ta sẽ tới làm phiền nữa. Chồng quay lại sau một thời gian giải quyết công việc riêng ở nhà. Thế nhưng không phải tiếp tục làm việc cùng với Vân nữa mà đưa cho cô một tấm thiệp. Lúc ấy cô còn chẳng tin được vào mắt mình. Vậy là Trâm sắp đi lấy chồng. Chị đi lấy chồng thật à? Chị bỏ em thật à? Chị cũng lớn tuổi rồi, lấy chồng để bố mẹ yên tâm. Hơn nữa, người đàn ông mà chị chọn rất hiền lành tử tế suốt mấy năm nay đều thay chị chăm sóc cho bố mẹ chị chị cần tử tế là được chị ạ à. chị cũng nghĩ vậy con người hơn nhau ở đạo đức có tài đến đâu mà không có đạo đức thì cũng vứt đi anh ấy hoàn cảnh cũng khó khăn sau này hai đứa phấn đấu chị tin ông trời không phụ bạc vân chúc phúc cho chị trâm nắm chặt lấy bàn tay của vân rồi thủ thì phúc là một người đàn ông tốt em đừng để lỡ anh ấy em biết anh ấy là người tốt nhưng mà sao em có thể bám lấy anh ấy được chẳng lẽ em không biết anh ấy thích em à không phải đâu anh ấy không thích em đâu với điều kiện đó sẽ tìm được một cô gái phù hợp em đừng tự bao giờ tự ti vào bản thân em không có gì không tốt em là một cô gái mạnh mẽ sẵn sàng vượt qua tất cả mọi khó khăn mà cuộc đời này đưa đến cho em em xứng đáng có được hạnh phúc vân ạ à. trâm kể cho vân nghe về những lần cô nói chuyện với phúc từng lời nói cử chỉ đều dễ dàng nhận thấy phúc rất quan tâm đến vân bởi vậy trâm mới khuyên vân đừng để lỡ một người đàn ông tốt và thật lòng với mình vân cũng chỉ nghĩ là trâm nói đùa một người đàn ông hoàn hảo như phúc sao có thể thích cô được có chăng chỉ là sự thương cảm vì thấy hoàn cảnh của cô đáng thương thôi sau đó vân cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cô lao đầu vào công việc vào thời điểm hiện tại cô chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền để lo cho tương lai sau này lo cho bố mẹ già mỗi lúc một yếu mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi phúc cũng nghĩ đã đến lúc bày tỏ tấm lòng của mình với vân anh muốn được chăm sóc cô cùng cô chăm sóc cho bố mẹ hai bên cuộc đời của anh cũng trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm mới có được ngày hôm nay anh hiểu rất rõ khó khăn là như thế nào anh trân trọng từng giây từng phút hiện tại mấy ngày phúc không liên lạc với vân cầm điện thoại trong tay mà vân cứ đắn đo không biết có nên chủ động liên lạc với phúc hay không hay là đã xảy ra chuyện gì mấy ngày này bà thanh cũng không tới tiệm hình như là đi du lịch ở đâu đó rồi cũng chỉ là hỏi thăm thôi mà chắc không có gì đâu nghĩ rồi Vân bấm số gọi cho Phúc một lát thấy anh nghe máy alo đầu dây bên kia là giọng một cô gái rất đỗi ngọt ngào alo ạ à. Vân còn tưởng mình nhầm máy nhìn lại đúng là số cô đã lưu mà đây có phải là số điện thoại của anh Phúc không à đúng rồi chị anh Phúc đang tắm thật xin lỗi vậy tôi không làm phiền nữa chị có việc gì không để em nhắn lại với anh ấy không có gì đâu vân tắt điện thoại thì ra là phúc đang ở cùng với người yêu cô đoán đúng mà anh sao có thể thích cô được phúc từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy em họ đang cầm điện thoại của mình phúc cau mày em lại lấy điện thoại của anh chơi à đâu có có chị nào gọi điện cho anh em thấy điện thoại đổ chuông mà anh không tiện nghe máy nên em nghe hộ thôi chị nào em biết làm sao được phúc cầm lấy điện thoại khi nhìn thấy số điện thoại của vân khuôn mặt càng trở nên khó coi ai gọi mà anh có vẻ hốt hoảng thế bác bảo anh phải chăm sóc em rồi đấy nhé anh đừng có suốt ngày nhăn nhó em ra khỏi phòng cho anh nếu như không phải bố mẹ em đều đi công tác thì em được ở đây chắc em biết là anh không ưa gì em nhưng có cần thái độ rõ ràng thế không rất cần cô bé phụng phịu bỏ ra ngoài đúng là ông già khó tính bố của con bé với mẹ phúc là hai chị em ruột vì họ đi công tác cả nên gửi cô bé sang đây mấy hôm con gái mà nghịch ngợm kinh khủng chẳng khác gì một đứa con trai mỗi ngày trôi qua phúc đều đau đầu nhức áo vì nó chỉ riêng cái khoản ăn uống thôi cũng mất cả mấy tiếng đồng hồ đúng là cái tuổi giờ sừng giờ nghe phúc lấy điện thoại gọi lại cho vân nhưng không thấy cô nghe máy anh sợ cô hiểu lầm nên vội vàng đi tới chỗ cô cánh cửa đã đóng cũng không còn sáng đèn đứng ở bên ngoài nhìn rất lâu lúc đang định quay trở về thì thấy cô mở cửa trên tay là một bịch rác nhìn thấy anh cô rất ngạc nhiên sao anh lại ở đây anh gọi không thấy em nghe máy à khi nãy tôi mới dọn nhà nên không để ý điện thoại nghĩ tới giọng người phụ nữ ban nãy vân vẫn còn cảm thấy là không phải giờ này nên ở cùng người yêu hay sao mà lại chạy đến đây tìm cô anh vào nhà được không giờ này chắc là không tiện với lại anh để bạn gái ở nhà một mình sao như vậy không hay cho lắm bạn gái y em nói là cái lan à nó là con gái nhà cậu anh ở nhà anh mấy ngày vì bố mẹ đi công tác thì ra là vậy em đừng hiểu lầm tôi không hiểu lầm gì cả tôi với anh cũng đâu có gì phúc bước thêm vài bước đứng đối diện với vân anh nhìn cô chăm chú cuối cùng thì em cũng chịu chủ động liên lạc với anh mấy ngày qua em biết anh khó chịu thế nào không tôi không biết anh muốn đi tìm em anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày anh đều muốn biết em có đang ổn không nhưng chính những điều đó lại khiến anh lo sợ anh sợ bản thân mình trở thành sự phiền phức của em Ánh mắt của Phúc đầy chân thành, vẫn chưa thể nào bước ra khỏi đó, cô cứ đứng bất động như bản thân mình đang không thể phản ứng được gì. Anh muốn nói với em là anh rất thích em, từ rất lâu rồi. Anh mong chờ một cái gật đầu, anh mong chờ cô sẽ đồng ý ở bên cạnh anh. Thế nhưng cô lại quay đi, để lại tất cả. "Thật xin lỗi." Cánh cửa đóng lại, một mình anh ở đó cùng với tiếng thở dài. "Không sao cả, anh có thể chờ." có thể đợi ngày cô hoàn toàn buông bỏ tất cả mọi chuyện để bắt đầu cuộc sống mới. Sau đó, ngày nào Phúc cũng đến tìm Vân nhưng cô tránh mặt, chỉ là cô cảm thấy mình và anh không phù hợp, anh có thể tìm một cô gái thật tốt ở bên cạnh mình và không cần phải chịu lời dị nghị hay đàm tiếu của những người xung quanh rằng cô chỉ là một người phụ nữ đã qua lần đỏ. Bà Thanh trở về sau chuyến du lịch, vốn dĩ định chơi thêm mấy ngày nhưng sốt ruột chuyện ở nhà nên vội vàng về ngay nhìn con trai thất thần sau khi tỏ tình thất bại bà không những không động viên mà còn chiêu chọc thế là bị từ chối rồi hả con vâng mẹ tưởng có thế nào hóa ra cũng bị từ chối như thường mẹ cái lan đâu rồi đang ngủ bọn trẻ bây giờ ăn ngủ tốt thật nhưng mà như thế cũng hay sau này có tuổi rồi muốn ngủ một giấc yên ổn cũng không dễ sao mẹ về sớm vậy mẹ lo cho con con không sao đâu hay là mẹ đi tìm cái vân nhé mẹ tìm cô ấy làm gì mấy ngày hôm nay cô ấy đều tránh mặt con chắc là cô ấy không có tình cảm gì với con cũng không hẳn có thể con bé thiếu tự tin từ từ rồi vun đắp tình cảm con ạ à. bị tổn thương như thế không thể một sớm một chiều mà nguôi ngoai được vâng vì không muốn vân phải khó xử nên bà thanh cũng không đến tìm cô bà chỉ gửi đến cô một món quà kèm theo lời nhắn con là một cô gái tốt cả cô và phúc đều rất yêu thương con còn xứng đáng có được tất cả Đọc xong lời nhắn này Mà nước mắt Vân cứ thế rơi xuống Cô thật may mắn Vì có được những người yêu thương mình đến thế Nhưng mà Vân đã suy nghĩ rất nhiều Về những lời mà Phúc nói Suốt hơn một năm qua Người ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô Luôn là Phúc và mẹ anh Cô có thể cảm nhận được Họ không hề phân biệt tầng lớp cao hay thấp Tất cả những gì dành cho cô đều là thật lòng Chỉ là cô cảm thấy Mình không xứng đáng với những điều ấy càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng tối hôm ấy rất muộn rồi phúc nhắn tin cho cô khi ấy cô còn đang chuẩn bị cho bộ neo bóc ngày mai em có thể đến đây gặp anh được không anh đang ở bờ hồ nếu như hôm nay em không tới thì sau này anh sẽ không làm phiền em nữa anh không muốn vì anh mà em phải buồn lòng vân cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy mãi cuối cùng cô quyết định không đến gặp anh để anh có một cuộc sống tốt hơn để anh có được một cuộc hôn nhân tương xứng em nợ anh Sau này có lẽ chẳng thể nào báo đáp Em xin lỗi Em mong anh hạnh phúc Vân không biết hai từ hạnh phúc Đối với người đàn ông ấy chính là cô Anh không cần một ai khác Anh chỉ cần người mà anh thật lòng yêu thương Thật lòng muốn chăm sóc Hai giờ sáng Điện thoại liên tục đổ chuông Vân giận mình thức giấc khi thấy số điện thoại của anh gọi tới Lúc đầu cô định không nghe máy Nhưng sao cô cảm thấy bất an quá Muộn như thế này rồi Hay là xảy ra chuyện gì Alo Cô đến bệnh viện ngay đi Chủ nhân của số điện thoại này gặp tai nạn rồi Tôi thấy cô là người liên lạc với cậu ta gần nhất Nên gọi Vân còn không kịp thay đồ Cô chạy như một kẻ điên tới bệnh viện Lúc này Phúc làm ở trong phòng cấp cứu Tay cô run rẩy đến mức Không thể bấm số điện thoại gọi cho mẹ anh Chiếc điện thoại vô thức rơi xuống đất Cô òa lên khóc nức nở Tất cả là tại cô Nếu như cô ra ngoài gặp anh Có lẽ anh sẽ không lái xe nhanh như vậy Nếu thế anh chắc chắn không phải chịu đau đớn Rồi nằm trong phòng cấp cứu kia Vân cố gắng cầm chặt chiếc điện thoại trong tay Rồi gọi cho mẹ anh Giọng cô run rẩy Cô ơi, cô đến bệnh viện đi à Anh Phúc, anh Phúc gặp tai nạn rồi Thế giới như sụp đổ Ngay trước mắt người mẹ Bà chạy tới bệnh viện Trên mặt còn nguyên sự hoảng hốt Bà nắm chặt lấy tay Vân Nước mắt cứ thế rơi xuống Phúc sao rồi, Phúc sao rồi hả con Anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu à? Trời ơi con tôi sao lại ra nông nỗi này! Bác sĩ đi ra vân vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của ông ấy. Anh phúc sao rồi à bác sĩ? Anh ấy sẽ không sao đúng không bác sĩ? Người nhà bình tĩnh. Bệnh nhân đã được bó bột xong, cũng may là không có chấn thương nào ở vùng đầu. Một lát thì xe đẩy bệnh nhân ra, phúc ở trên xe với cái tay tạm thời không thể hoạt động. Nhìn thấy con trai tỉnh táo, bà Thanh mới có thể thở phào. Cũng may là chỉ bị gãy tay thôi không ảnh hưởng đến tính mạng Chứ nếu không, chắc bà sống không nổi Vân lặng lẽ đi theo phía sau về phòng bệnh Lúc ở bên ngoài phòng cấp cứu Cô mới biết là mình sợ mất phúc đến thế nào Còn nghĩ nếu như anh bình an vô sự Nhất định sẽ không bao giờ để lạc mất vòng tay của anh Dù chỉ một lần Phúc đưa mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn Vân Chẳng hiểu sao khi thấy Vân Cảm giác lạ lắm Cứ như anh không hề quen biết cô vậy Vân định nắm lấy tay Phúc Thì anh thu tay lại anh quay sang nhìn mẹ rồi hỏi mẹ à cô ấy là ai vậy em là vân đây mà anh không nhận ra em sao phúc đưa tay xoa đầu có vẻ như càng cố nhớ thì đầu anh lại càng đau xin lỗi tôi thực sự không nhớ cô bà thanh thấy phúc không nhớ vân là ai nên lo lắng bà còn sợ anh quên mất cả người mẹ này con trai mẹ là mẹ của con còn có nhận ra mẹ không con nhận ra mẹ mà Vậy còn con bé Vân? Con không biết. Ờ. Ừ. Bà Thanh quay qua nhìn Vân. Lúc này mắt cô đã đỏ hoe rồi. Đến lúc cô nhận ra tình cảm của mình thì Phúc lại không nhớ cô là ai. Vậy thì tình cảm từ trước đến giờ của anh cũng hoàn toàn không tồn tại. Cô chạy ra ngoài. Bà Thanh chạy theo cô. Ngồi ở hàng ghế đá mà trong lòng ngột ngang. Chắc là do va chạm nên tạm thời Phúc không nhận ra con thôi. Để lát nữa chúng ta cùng đi hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào nếu cả đời này anh ấy cũng không nhớ con thì sao hả cô con cảm thấy có lỗi lắm là vì con nên anh ấy mới gặp tai nạn sao lại tại con được tối hôm qua anh phúc nhắn tin nói muốn gặp con con nói không muốn gặp có lẽ vì như thế mới khiến anh ấy gặp tai nạn con bé này chắc chắn không phải lỗi tại con đâu con đừng tự trách mình nữa cô ơi lúc anh phúc ở trong phòng cấp cứu con đã rất sợ sẽ mất đi anh ấy Bây giờ con biết phải làm sao hả cô Từ từ rồi Phúc sẽ nhớ lại Con đừng lo quá Vân đóng cửa tiệm để đến bệnh viện chăm sóc Phúc Cô nấu cháo mang tới cho anh Lúc cô tới Anh đang ngồi đọc một cuốn sách nào đó Anh đói chưa em nấu cháo xong rồi Phúc lóc đầu Cũng không nhìn Vân một cái Lúc trước anh luôn chăm chú nhìn cô Bây giờ cô trở thành người xa lạ rồi Nên anh chẳng còn muốn biết cô đang vui hay buồn anh thực sự quên em rồi phải không em xin lỗi vân khóc phúc vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô anh thua rồi không thể tiếp tục diễn được nữa anh xin lỗi lẽ ra anh không nên lừa em vậy là anh không hề mất trí nhớ ừ anh xin lỗi anh thật là quá đáng anh có biết em đã lo thế nào không bây giờ anh đang là bệnh nhân đó em lớn tiếng như vậy không sợ sẽ làm anh tổn thương sao anh đúng là đồ đáng ghét phúc kéo vân lại gần anh tựa đầu lên vai cô tự nhiên anh cảm thấy may mắn khi mình gặp tai nạn nếu không sao biết được em cũng rất thương anh anh còn nói như thế được nữa gãy mất một tay rồi kìa không sao chỉ cần em ở bên cạnh anh cho dù có đau đớn hơn nữa anh vẫn chịu được ngốc quá đi mất đôi lúc phải xảy ra một biến cố gì đó thì người ta mới biết tình cảm của mình những lo sợ những bất an đều chỉ vì người ấy ở bệnh viện được một tuần thì Phúc được về nhà. Trong suốt một tuần này, ngày nào Vân cũng chăm sóc cho Phúc. Nhìn thấy anh ngứa ngáy khó chịu bởi bó bột mà cô thấy xót lắm. Ít nhất cũng phải hai tháng mới có thể tháo. Trong thời gian này, chắc hẳn công việc của anh sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Phúc đều sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Mẹ anh phụ giúp anh công việc quản lý cửa hàng. Vân muốn chăm sóc anh thêm mấy ngày nữa. Nhưng anh sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nên động viên. Anh chỉ bị gái có một tay thôi mà, anh vẫn có thể tự phục vụ cho bản thân mình, em đừng lo. Nhưng mà anh biết là em sốt ruột công việc ở tiệm, nhưng vì muốn chăm sóc cho anh nên phải cố gắng. Anh tự lo cho anh được mà, em không tin tưởng anh sao? Nếu như có chuyện gì thì anh phải gọi điện cho em đi nhé. Anh biết rồi, mỗi ngày em qua thăm anh một lần là được rồi. Anh không sợ đau, anh chỉ sợ không được gặp em thôi. Buổi tối em sẽ qua, nhưng mà anh nhớ gọi điện cho em nha. Anh biết rồi dù phúc nói như vậy nhưng vân vẫn không yên tâm cứ lúc nào vắng khách là vân lại tranh thủ đến xem phúc thế nào cũng may là gần nên mỗi lần cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng cảm giác bản thân như biến thành một đứa trẻ được mọi người quan tâm chăm sóc quả thực không tệ chút nào khi trưởng thành phải lo cơm áo gạo tiền rồi những mối quan hệ xung quanh khiến cho phúc dần quên mất mình cũng mong muốn được yêu thương được chăm sóc gặp được vân cuộc sống của anh như trẻ lại với biết bao cảm xúc vây quanh từ ngày Huy bị bắt, Vân không hề có ý định đi thăm anh ta. Cô càng không muốn liên quan gì đến gia đình của anh ta cả. Vậy mà hôm ấy, cô lại gặp bà Phương ở ngay trước cửa tiệm. Khi ấy, cô vừa mới đi chợ về, định bụng là sẽ chạy qua nhà để nấu cơm cho Phúc. Vân, còn đợi một chút. Đến cả một câu, Vân cũng chẳng muốn nói. Lúc này, nhìn bà Phương tiểu tụy lắm, cứ như kiểu người ốm yếu lâu ngày. Còn cho mẹ vài phút thôi, mẹ nói xong sẽ đi liền cứ để bà Phương đứng ở bên ngoài, Vân thấy cũng không hay cho lắm, dù không muốn nhưng cô vẫn mời bà ấy vào trong nhà, rồi lấy một cốc nước mát để trước mặt. "Bà uống nước đi." "Mẹ cảm ơn con." Bà Phương vội vàng lấy trong túi ra một xấp tiền rồi đưa cho Vân. "Con cầm lấy đi, số tiền này cũng bằng với số vàng mẹ đã giữ của con, bây giờ mẹ trả lại cho con." Vân không nghĩ là bà ấy lại tử tế đến như vậy, còn nghĩ đến chuyện trả lại vàng chẳng có lý do gì mà vân không nhận lại đây là số tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ cô là tất cả những gì họ gom góp để cô có một đám cưới trọn vẹn mẹ xin lỗi con bây giờ biết sai thì cũng đã quá muộn rồi con có biết bố con ở đâu không con nói cho mẹ nghe đi mẹ đi tìm ông ấy lúc trước bác trai con nói là đi lên rừng ở với bạn cháu cũng không biết địa chỉ cụ thể bà phương ngồi thẫn thờ rồi đưa tay gạt nước mắt mẹ mất tất cả rồi vân ạ à. Thằng Huy thì đi tù Thẳng thắng nghe lời vợ nó Chẳng ngó ngàng đến mẹ Mẹ bán hết đất cát Chỉ còn giữ lại được ngôi nhà Cai Dung nó về Nói với mẹ Lấy sổ đỏ đi vay ngân hàng Để hai vợ chồng nó làm ăn Rồi chúng nó sẽ về sống cùng với mẹ Ai mà ngờ Tiền vay xong Nó lấy mất một nửa Rồi đi luôn Giờ mẹ ôm số nợ trả lãi hàng tháng Tháng trả được tháng không Sớm muộn gì Người ta cũng tới xiết nhà Bây giờ mẹ mới thấy ân hận Là do mẹ sống quá độc ác nên bây giờ phải chịu quả báo Là mẹ có lỗi với con Vậy là đã mất tất cả Con dâu mà bà Phương yêu quý cưng chiều Cuối cùng vẫn quay lưng Thực ra mẹ không trách hay oán hận ai cả Lúc trước đám cưới thẳng thắng với cai dung Nó cũng đưa cho mẹ một cây vàng để mẹ giữ hộ Bây giờ nó tìm cách lấy lại Chẳng có gì sai Thì ra là như vậy Dung cũng chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi Mình sống sai thì trách ai được Nói thêm vài câu Thì bà Phương đứng dậy Trước khi ra về Bà ấy còn nói với Vân Chắc mẹ vào chùa ở con à Sám hối cho bản thân mẹ Cũng như cho các con của mẹ Cho cả đứa cháu xấu số của mẹ nữa Mẹ thật là một kẻ đáng chết Đời này không đáng được tha thứ Bà Phương đi rồi Không khí u ám vẫn còn bao trùm Lúc trước ăn ở thất nhân làm gì Để bây giờ ra nông nỗi này Từ một người có của ăn của đẻ Bây giờ đến căn nhà cũng có nguy cơ không giữ nổi Kẻ thì tù tội Người thì bỏ đi nếu biết trước có ngày hôm nay thì thời điểm đó có hành xử như thế không bây giờ trong lòng vân không còn vướng vấn gì nữa cô tự hứa với bản thân sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của con nhất định sẽ hạnh phúc mà sau hai tháng cuối cùng phúc cũng được tháo bột cảm giác cứ như là chút được cả gánh nặng ấy việc đầu tiên anh làm là dùng cả hai tay để ôm lấy người phụ nữ anh thương cô gái đã vất vả cơm nước chăm sóc cho anh cho anh biết yêu thương là như thế nào phúc muốn tạo cho vân một bất ngờ đặc biệt anh âm thầm tìm nhà rồi đón bố mẹ của cô lên anh phải thuyết phục mãi họ mới chịu nhận lời khoảng cách xa khiến cho mọi người luôn lo lắng về người thân của mình ở gần nhau một chút có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày và đến bất cứ lúc nào cần thiết chẳng có gì hạnh phúc hơn như thế phúc tới tìm vân sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ anh nói với cô hôm nay em đóng cửa tiệm sớm một chút được không anh đưa em đến một nơi chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ à? bí mật anh không thể bật mí một chút được sao không được phúc vừa nói vừa cười thôi thì cứ để anh giữ bí mật đến phút cuối cô cũng muốn tận hưởng một chút cảm giác kinh ngạc quãng đường rất gần thôi nếu mà tính từ tiệm tóc của vân đến đó chỉ khoảng một km đứng trước cửa một ngôi nhà lạ lẫm khiến vân không thể không nhìn phúc với sự tò mò chúng ta vào nhà thôi vân vội vàng giữ tay phúc lại nhưng mà chúng ta đến nhà của ai thế anh vào trong em sẽ biết anh đã bảo là bí mật rồi mà vân không thể đoán ra trong ngôi nhà này là ai cô theo phúc vào bên trong đến khi nhìn thấy bố mẹ mình cảm xúc thực sự vỡ òa cô ôm chặt lấy họ nước mắt cứ thế rơi xuống bố mẹ là bố mẹ thật rồi họ cũng ôm chặt lấy vân nhớ con thương con lo lắng cho con là tất cả những cảm xúc trong lúc này vì quãng đường xa xôi nên có khi cả tháng vân mới về thăm bố mẹ được một lần bây giờ ở đây gần với con ngày nào cũng có thể gặp sao mà họ không vui không xúc động cho được cơm bố mẹ đã nấu sẵn lúc này bà thanh cũng mới qua trên tay bà là giỏ trái cây toàn loại vân thích như thế nào mới được gọi là một gia đình thực thụ là khi nơi ấy rộn rã những tiếng cười cho dù có là những giọt nước mắt thì cũng cùng nhau vượt qua cùng nhau trèo trống vân biết mình đã tìm được đúng người đàn ông của cuộc đời mình cô không cần phải mạnh mẽ nữa không cần một mình vượt qua mọi thứ nữa bữa cơm ấm áp quây quần bên cạnh những người thân yêu, cho dù có là đạm bạc cũng khiến người ta hạnh phúc. Vân không biết phải cảm ơn phúc thế nào, cô đã nghĩ đến việc đón bố mẹ lên trên này, nhưng tiệm tóc nhỏ quá không đủ cho gia đình sinh hoạt, tiền thuê nhà đắt đỏ nên cứ nấn ná mãi. Bây giờ bố mẹ ở đây rồi, cô càng có thêm động lực sẽ cố gắng thật nhiều để lo cho bố mẹ được an hưởng tuổi già. Cô nói với phúc: tiền thuê nhà hàng tháng anh để em trả nhé, em lo được nhà của anh mà chẳng lẽ em lại trả tiền thuê nhà cho anh là nhà của anh sao ờ ừ, lúc trước khi bất động sản lên ngôi anh có ôm mấy căn nhưng mà rồi anh cũng phải bán đi hay là em tìm nhà khác để bố mẹ ở cho anh thuận tiện giao dịch bây giờ ngành bất động sản đóng băng rồi anh tuyệt đối không bán lỗ em cứ yên tâm để bố mẹ ở đó nếu có gì thay đổi anh sẽ báo trước với em để sắp xếp vâng phúc nói như thế để vân không nghĩ ngợi gì chứ nhà anh mới mua thời gian gần đây mục đích là để bố mẹ cô ở nếu như anh không thể lo lắng được cho cô thì lời hứa chẳng phải chỉ là lời hứa suông thôi sao để cô có thể hạnh phúc trọn vẹn thì anh phải lấy đi hết những lo lắng bất an trong cô hiện tại phúc đang mong muốn ngày vân và